Ok, như vậy tôi sẽ bắt đầu chương trình nói chuyện hàng tháng của tôi tại Hiện Như Tỉnh Thức. Chủ đề hôm nay chúng tôi nói chuyện sẽ nói về bệnh thận. Trước đây tôi có nói về chủ đề bệnh thận này ngắn thôi trên YouTube, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn và hy vọng là quý vị ở đây sẽ có những câu hỏi cũng giống như quý vị đang nghe tôi nói chuyện online. Livestream, quý vị có thời gian đặt câu hỏi trực tiếp trên trang web Dr. Win Tran. Đầu tiên tôi muốn là disclosure, là thông báo là tôi không có bất kỳ mâu thuẫn quyền lợi nào trong buổi nói chuyện này. Cũng như hồi xưa giờ nói chuyện ở trên chùa bây giờ cũng là gần 10 năm rồi. Wow, tôi không ngờ là nhanh nhanh như vậy. Buổi nói chuyện đầu tiên của tôi là ở chùa Quán Thế Âm ở New York năm 2011. Bây giờ là năm 2020 quý vị ha, là 9 năm rồi. Thì trong 10 năm, gần 10 năm nay tôi nói chuyện là cũng giống như vậy, là không có quảng cáo hay cũng không có bất kỳ cái sản phẩm nào ở đây cả. Và tôi nghĩ là cái này cũng sẽ không có thay đổi. Update tí xíu về chương trình nói chuyện của tôi ở những chùa và nhà thờ trong năm nay tại Hoa Kỳ. Thì tháng sau chúng tôi sẽ có lịch chính thức. Nhưng mà trước mắt là những bang ví dụ như là Seattle, San Jose và San Francisco và Jacksonville là một trong những thành phố mà tôi sẽ đến và tôi sẽ Hello. Bây giờ quý vị trên mạng đặt câu hỏi rất là nhiều. Bây giờ cuốn sách kế tiếp của tôi là gì? Thì đây là hai quyển đang trong giai đoạn hậu kỳ. Đây là quyển đầu tiên là tên là Đừng Lo Cho Ba. Đây là chuyện kể về những câu chuyện về ICU. Quý vị nào ở tại Hoa Kỳ cũng biết ICU là khoa hồi sức cấp cứu. Đây là các khoa bệnh rất là nguy hiểm mà ai vô khoa này, tôi bảo đảm quý vị ở đây không ai muốn vô hết á. Tôi cũng không muốn vô nữa, nhưng bệnh viện kêu tôi vô hoài. Vô cái khoa này 10 người là 4-5 người thường ở lại và rất là lâu về, và nếu về là đi, thường là đi đi về Tây Phương chứ không có đi về chung với mình. Thành ra cái câu chuyện của tôi là tôi kể về nhiều cái câu chuyện ICU qua nhiều cái bệnh viện tôi đã làm, để quý vị hiểu hơn về cái trong cái ranh giới sống chết đó thì chúng ta như thế nào. Còn quyển thứ hai là quyển trong phòng chờ, là tập hợp những cái tản văn, những cái bài viết nói chuyện của tôi viết nhiều năm trên Facebook. Quý vị nào thắc mắc về mấy cái bài viết của tôi thì bây giờ có cuốn sách đầu tay quý vị có thể đọc, ví dụ như là Nhị Hoa Nghệ Tây có chữa bệnh ung thư hay không, hoặc là uống nước Takenan thì như thế nào. Nói chung là những cái câu hỏi rất là thực tế quý vị sẽ tìm thấy trong cuốn sách này của tôi. Và chương trình Ask Dr. Win vẫn là một chương trình chúng tôi làm song song tại Hiện Như Tỉnh Thức. Quý vị có những câu hỏi thú vị hay là bất kỳ câu hỏi về chung chung, xin gửi về email askdrwin@vietmd và tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó. Tôi nói cái này hoài tại vì cái lượng fan của chúng ta bây giờ là gần 100.000 người, quý vị có tin được không? Bữa nay tôi mới biết là YouTube, trang YouTube tôi đã có 2 triệu view rồi. Có nghĩa cái số lượng rất là đông. Và nếu mà cái số lượng quý vị đông như vậy, tôi cũng hy vọng là chúng ta tranh luận hòa nhã với nhau. Hy vọng là mọi người nói chuyện giống như tôi lên trên chùa nè, không ai cãi lộn hết. Chứ ở ngoài kia, thế giới ngoài kia tôi thấy mọi người tranh cãi ghê quá. Tôi cá nhân tôi không có quen nữa, nhiều khi tôi còn thấy buồn nữa. Thì tôi đoán là sẽ có nhiều quý vị còn buồn hơn nếu như thấy những cái lời tranh luận hoặc là chỉ trích nó quá đáng. Mong quý vị ở ngoài kia giữ cái lời nói của mình ý tứ hơn. Yes. Bây giờ tôi nhân đây tôi thông báo luôn đây lịch nói chuyện của tôi cả năm tại Hiện Như Tỉnh Thất. Quý vị đặt câu hỏi này rất là nhiều thì đây là lịch năm nay của tôi. Tôi nói tới tháng 12 luôn, phải không? Xin cầu xong hết rồi. Thì quý vị có thể đông như vậy rồi. Ok, bây giờ tới cái phần quan trọng nhất mà quý vị muốn biết là đây, phở chay và nước mía của Hiện Như Tỉnh Thất. Quý vị hỏi tôi là đồ ăn ở chùa ngon như thế nào thì đây tôi chụp hình là cách đây khoảng chừng vài phút thôi, phải không sư cô? Bên trái của tôi là tô phở chay của quý vị nào nấu à? Đâu? Wow, rồi rất 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 là ngon. Còn nước mía nguyên chất luôn nha, của anh gì đâu rồi, anh Đức đâu rồi? Cái nước mía này là tôi nhìn vô tôi nhớ tới cái xe nước mía hồi xưa tôi học. Giống như mình quay nước mía phải không, thì tôi nghĩ là nó nguyên chất giống như vậy, nó ngon lắm. Và quý vị nào ở xa tôi mời đến đây có dịp ăn phở uống nước mía trong cái buổi mùa đông thì tuyệt là tuyệt vời. Xong luôn chúng ta khỏi cần nói chuyện cũng được nữa.
Ồ, quên, 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 quên. Còn chả giò nữa, chả giò chay đúng mà tôi nói. Thật sự tôi nói thật là chùa của mình là làm ăn làm đàng quá ngon. À, vừa có nước mía uống mà vừa có chả giò mà vừa có phở ăn nữa, đúng là hết bệnh thật. À, thôi khỏi đi, khỏi gặp bác sĩ, quý vị chỉ cần lên chùa gặp sư cô được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về bệnh thận nha. À, đây là một chủ đề mà tôi nhận được khá là nhiều câu hỏi của quý vị từ khắp nơi. Một lát tôi sẽ quảng cáo tí xíu về cái này nữa, tại món quà của chùa là hình như là ô mai phải không? À, nhưng mà một lát mình sẽ nói cái này. Bệnh thận là một trong những bệnh mà có thể nói là quan trọng nhất mà chúng ta thường quên. Tôi nói tại sao? Tại vì khi mà chúng ta nói về bệnh thận á, chúng ta mới bắt đầu bị bệnh, ít ai biết, tại vì thận không có nhiều triệu chứng. Quý vị nhớ câu này là chúng ta chỉ bệnh đi có triệu chứng bệnh thận khi mà bệnh nặng mà thôi. Có nghĩa là mới bắt đầu bệnh thận chúng ta không có bị triệu chứng, và tôi muốn quý vị nhớ cái đó. Thận là cơ quan quan trọng hình hạt đậu giữa lưng. Thường thường chúng ta có hai thận, và thận bên tay phải quý vị thấp hơn bên tay trái tí xíu. Thận có nhiệm vụ quan trọng nhất là lọc thải các chất độc trong máu và có nhiều chức năng khác, nhưng tôi muốn quý vị nhớ một cái chức năng quan trọng nhất của thận là lọc thải. Thì chúng ta có thể sống với nửa quả thận mà thôi. Có nghĩa là Thượng Đế và ông trời sinh ra chúng ta hai trái thận, nhưng mà quý vị cắt một trái rưỡi đi bán cũng được. Tôi nói không phải đi bán, tôi nói đùa thôi, nhưng mà có nghĩa là chúng ta tặng đi hoặc là hiến tặng thì nửa trái còn lại chúng ta vẫn sống tốt. Nói như vậy để quý vị hiểu là thận chúng ta làm việc tốt tới cỡ nào. Điều đó có nghĩa là nếu như mà thận chúng ta hai trái mà một trái rưỡi hư á, nửa trái vẫn chạy tốt, đúng không nè? Có nghĩa là khi mà thận hư rồi có nghĩa là hư hết cả hai trái, đúng không? Quý vị chỉ cần nhớ như vậy, có nghĩa là nó có hai trái và hư một trái rưỡi mà vẫn chạy tốt, có nghĩa là nó phải hư nhiều lắm chúng ta mới bị bệnh thận. Mỗi ngày thận chúng ta lọc toàn bộ máu 50 lần. Người chúng ta có 4, 5, thậm chí 6 lít máu, và cái số lượng này chúng ta lọc một ngày quý vị nhân lên là mấy trăm lít máu. Cái hai trái thận đó lọc nhiều tới cỡ đó. Và 1/4 máu từ bơm, từ tim là đi thẳng vào thận chúng ta, nhiều hơn bất cứ cái cơ quan nào. Thì đó có nghĩa là thận cực kỳ quan trọng trong cái việc mà lọc máu và bơm máu chúng ta. Đây là cái hình khi mà thận chúng ta tốt quý vị nha. Giống như cái hồ cá hay là cái hồ phía phía cái chùa của mình vậy đó. Thì cái trước chùa của mình cái hồ cá đó là thận nó còn tốt lắm. Còn nếu mà thận hư thì như thế nào? Nó nhìn như thế này. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là cái lọc nước chúng ta bị hư rồi. Nước nó đặc, nó đen như vậy. Đó là lý do tại sao cái hiểu cơ bản nhất về thận là cái máy lọc, mà máy lọc bị hư như vậy. Có 5 điểm mà chúng ta hay hiểu sai bệnh thận. Thứ nhất, bệnh thận là một trong 10 bệnh thông dụng nhất tại Hoa Kỳ. Và thứ hai là phần lớn các nguyên nhân của bệnh thận là chúng ta có thể ngăn ngừa. Có thể là chúng ta ngừa ngay từ đầu, chúng ta không có đợi tới khi mà bệnh nặng hơn. Bệnh thận thường không có triệu chứng, chỉ có khi giai đoạn nặng mà thôi. Lúc nãy tôi có nói cái điểm này rồi. Chạy thận nhân tạo là cái giải pháp cuối cùng, nhưng mà không phải là chữa trị thận, quý vị nha. Và một cái điểm nữa là sạn thận. Người Việt chúng ta, nhất là những người làm neo, làm ngồi một chỗ lâu, đôi khi chúng ta bị sạn thận, nhưng mà thật sự sạn thận ít khi nào mà gây tổn thương thận và làm hư thận về sau. Rồi tôi tí xíu về bác sĩ chuyên khoa thận, để quý vị vô bệnh viện quý vị gặp mấy ông này, quý vị nghe cái từ đó nghe nó quen quen. Thì bác sĩ chuyên khoa thận tiếng Anh là nephrologist, từ gốc Latin là từ thận mà ra, là bác sĩ nội khoa. Ông này thì học cũng lâu lắm, cũng khoảng mười mấy năm. Thường bác sĩ chuyên khoa như chúng tôi là học mười mấy năm không à. Ông thứ hai tên là urologist, thì ông này là bác sĩ ngoại khoa, chuyên khoa về tiết niệu, là mổ thận. Một ông thì chuyên về nội khoa thận, ông kia là chuyên về mổ. Thì thường đây là hai vị mà bác sĩ đình thường hay gửi tới tại Hoa Kỳ. Thường là gửi cái ông nephrologist trước, và nếu mà có cần phải cắt hay mổ gì thì gửi cho ông urologist là bác sĩ tiết niệu. Bệnh thận chúng ta chia ra hai bệnh quý vị nhé, là bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. Cấp tính nghĩa là bệnh xảy ra tức thời, cái khả năng lọc thận của chúng ta giảm trong vòng 2 ngày mà thôi, có nghĩa là đang sống yên bình tự nhiên cái không thận bị hư không lọc được. Thường thường á, bị cấp tính á, nó mau lành và khả năng phục hồi rất là cao. Giống như quý vị bị cắt điện một xíu rồi sau đó điện nó phục hồi lại thôi. Nhưng mà cái bệnh mãn tính á,
đây là cái bệnh mà chúng ta nói nguy hiểm hơn, tại vì giảm khả năng lọc thận trong vòng 3 tháng trở đi, và thường là cái này rất là lâu và thường là không có phục hồi được và xảy ra từ từ, nhiều lý do và có khả năng bị phục hồi. Cái creatinine quý vị chắc là nghe nói nhiều trong kết quả lab, kết quả xét nghiệm, và quý vị cũng hay hỏi tôi câu này, thì nó viết tắt là chữ CR trong kết quả xét nghiệm lab của quý vị. Quý vị cứ hình dung là khi mà cơ thể chúng ta, nhất là cơ bắp á, chúng ta hoạt động thì chúng ta tạo ra những chất thải, và đo cái lượng chất thải trong máu á, là xem được thận chúng ta có lọc tốt hay không. Giống như là bây giờ tôi đến nhà quý vị, tôi thấy nhà quý vị có nhiều rác quá, có nghĩa là quý vị, tôi hay nói là mà thật sự tôi không vô nhà được đúng không, tôi nhìn ở ngoài thôi. Có nghĩa là cái cách tôi nhìn là sao, nếu mà nhà quý vị ở ngoài mà có mấy cái thùng rác á, mà rác nhiều quá mà không lấy được á, có nghĩa là tôi đoán được trong nhà có nhiều rác đúng không, thì mình đoán cái gì, có nghĩa là mình xét nghiệm máu á, mình dùng cái chữ CR mình đo trong máu, có nghĩa là nếu mà cái creatinine vẫn còn nhiều trong máu, có nghĩa là thận là không có lọc hết ra ngoài, có nghĩa là thận hư, thì đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất. Quý vị chỉ nhớ đơn giản là creatinine trong máu mình càng cao á, thì càng tệ, giống như rác trong nhà nhiều chừng nào hư càng đó. Nhớ cái đó nha, mỗi lần nhớ tới waste management, nhớ cái ông màu vàng này là nhớ tới creatinine, tại vì đó là rác. Khi mà chúng ta nhiều cái đó thì chúng ta sẽ thận chúng ta hư. Cái thứ hai là cái chữ GFR, cái chữ này quý vị chắc là đã nghe nói nhiều đúng không ạ? À? Khi đi gặp bác sĩ á, nó gọi là glomerular filtration rate, hay còn là tốc độ lọc. Thường thường đây là tốc độ lọc mà cái công thức vật lý quý vị không có cần phải biết, nhưng mà cái con số này chỉ đơn giản là nếu mà thận chúng ta hoạt động còn tốt á, thì cái độ lọc nó cao, giống như cái máy bơm vậy, máy bơm mà nó vẫn còn tốt thì cái này nó tốt. Thế khi mà cái độ lọc nó yếu rồi, có nghĩa thận chúng ta yếu đi. Nói cách khác, nếu mà quý vị cần phải chạy thận mà hư thận hoàn toàn luôn á, thì cái GFR là zero, đúng không nè, nó không lọc được nữa. Cái số bình thường là khoảng 100, và khi mà chúng ta càng lớn tuổi á, thì nó giảm từ từ. Nhưng mà nếu mà người trẻ khoảng chừng 20-30 mà GFR mà chỉ có 50 hoặc là 40, cái đó là nguy hiểm. Rồi quý vị nhớ cái chữ GFR nha, là giống như cái máy bơm vậy đó, cái máy bơm màu xanh như thế này. Bây giờ chúng ta nói về bệnh thận cấp tính. Như tôi nói rồi, tăng creatinine trong máu lên, cái độ đo thường là 0.3 hay là tăng 50% so với cái số cũ, và giảm nước tiểu. Khi mà chúng ta bị bệnh thận cấp tính, chúng ta tăng cái lượng rác trong nhà và chúng ta không có sản sinh được, không có lọc được, thành nước tiểu, không có đi ra ngoài được. Thì mỗi năm ở Mỹ có khoảng 1 triệu bệnh nhân, và thường là xảy ra rất là nhiều với bệnh nhân, những người nằm trong khoa ICU. Thì nguyên nhân bệnh thận cấp tính, thận xảy ra nhanh là như thế nào? Nó có 3 lý do thôi. Có nghĩa là thường á, cái cách tôi nói chuyện đơn giản là cái máy bơm quý vị đặt ở giữa, thì có 3 lý do khiến cho cái máy bơm nó lọc nó hư. Một là quý vị không có đủ nước tới máy bơm, đúng không? Có nghĩa là tiền thận, thì trong trường hợp này là bị hư tim hay là những cái bệnh lý khác khiến nước không có chạy tới máy bơm được. Trường hợp thứ hai là chính trong cái máy bơm chúng ta nó bị hư. Và trường hợp thứ ba là cái ống bơm ra ngoài nó bị nghẽn lại, đúng không? Có nghĩa là cái máy bơm vẫn ok nhưng mà cái đường nước ra bị nghẽn lại. Thì cái trường hợp đầu tiên á, như tôi nói lúc nãy á, là tiền thận, bao gồm bệnh lý về suy tim, bệnh về gan, chúng ta bị uống thuốc hay là nhiều thứ khác. Rồi, tại thận là gồm có gì? Là chúng ta uống thuốc ibuprofen, uống nhiều thứ khác khiến cho chúng ta bị hư thận. Và cái cuối cùng á, là sao thận. Sao thận là cái máy bơm không sao hết, nhưng mà cái ống dẫn nước ra, cái ai đó chơi ác bóp lại nó nghẹt không ra được. Ví dụ đơn giản nhất là quý vị làm cực quá nín tiểu, đúng không? Chúng ta ngồi chúng ta ráng nín tiểu, có nghĩa là cái thận tốt hết nhưng mà cái đường ra cuối cùng là chúng ta cố tình chúng ta bóp nó lại, cuối cùng là nó hư thận, đúng không? Tại vì đây là lý do đơn giản của cái bệnh thận hư cấp của với người Việt Nam mình tại Mỹ, thật sự đơn giản là từ cái lý do đó. Thế nên quý vị nào nghe tôi nói chuyện ở đây là mỗi lần chúng ta cần phải đi tiểu thì chúng ta nên đi ha. Đừng có ráng nhìn lại, tại vì nhìn như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta bị hư thận. Bây giờ chữa trị cấp tính như thế nào? Cái đơn giản nhất là chúng ta tùy vào nguyên nhân mà chúng ta chữa mà thôi. Thường bệnh cấp tính chữa dễ hơn và khả năng phục hồi cao hơn so với bệnh mãn tính. Và cái nguy hiểm nhất là chúng ta ngăn ngừa bệnh cấp tính nó chuyển thành lâu dài thành mãn tính. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà quý vị chẳng may mà mắc bệnh thận mãn tính và cộng với mắc bệnh cấp tính luôn, hai cái đó kết hợp lại về lâu dài thì khả năng quý vị cần phải chạy thận nhân tạo rất là cao.
Rồi bây giờ chúng ta nói về bệnh thận mãn tính nha. Đây là cái mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi ngày hôm nay, tại vì cái bệnh này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Và quý vị ở đây tôi hy vọng là quý vị nhớ, khi mà chúng ta lớn tuổi, khả năng lọc thận giảm đi theo thời gian. Và khi mà khả năng lọc thận giảm thì những cái bệnh lý khác chúng ta lại nhiều hơn. Ví dụ như bệnh huyết áp, tiểu đường, hay là bệnh tự miễn, hay là bệnh đau, nhức. Tất cả những bệnh này nếu mà chúng ta không chữa, nó dẫn tới hư thận hết. Thành ra cái cách chữa thận tốt nhất á, là chữa những bệnh này, chữa những bệnh huyết áp, tiểu đường hay là những bệnh đó. Cái triệu chứng là gì? Thường thường bệnh thận mãn tính á, triệu chứng là sưng chân. À, quý vị nào đã từng thấy rồi phải không? Hai cái chân sưng phù lên như là chân của hai con voi vậy. À, thường thường khi mà sưng chân á, là sưng hai bên chứ không phải sưng một bên, và sưng nhiều nhất ở cái vùng quanh mắt cá. À, nước tiểu có bọt, tăng cân, mệt mỏi, da xanh, kém ăn, đó là những cái triệu chứng thông dụng. À, xét nghiệm máu thì bác sĩ sẽ nói là quý vị sẽ có protein trong nước tiểu, à, tất cả những chỉ số đều giảm, và cái quan trọng hơn là cái tốc độ lọc GFR giảm xuống. Thường thường trong nước tiểu chúng ta là không nên có protein, nhưng mà nếu như có protein rồi thì có nghĩa là cái độ lọc của thận, ví dụ như là cái màng lọc này, biết cái bộ lọc đó không nè, chúng ta uống trà đúng không, thì thận chúng ta giống giống như thế này, lọc như vậy. Và nếu như ai đó chơi ác đụng một lỗ đó, cái nó bị xì ra đúng không, thì cái đó quý vị tưởng tượng khi mà lọc nó xì ra vậy thì mấy cái hạt chanh này nó lòi ra ngoài và đi ra ngoài. Thì đó, đây là cái lý do đơn giản nhất để quý vị hiểu rằng là cái lọc chúng ta, bộ thận chúng ta, cái cầu lọc giống như cái máy lọc như vậy. Cái nhiệm vụ của nó là giữ lại protein, nhưng mà nếu mà vì lý do nào đó có ai đó đâm lủng lỗ cái nó bị xì ra ngoài. Rồi, bệnh thận mãn tính thật sự á, cho dù y khoa bên Mỹ phát triển tới cỡ nào, thực sự trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm cách đây mười mấy năm, liên tục tăng cao. Một phần á, là tại vì chúng ta sống lâu hơn, nhưng mà phần khác là chúng ta bị những cái bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh đó nhiều hơn. Và tất cả những bệnh này đều dẫn tới bệnh thận. Rồi, tôi nói tí xíu về các chia bệnh. Tại vì bệnh thận á, quý vị sẽ nói cho, bác sĩ sẽ nói cho quý vị nghe là bị cấp nào. Đúng không nào? Quý vị có nhớ không là có 5 cấp. À, thường cấp 1 cho tới cấp 2 á, là cấp vô tư nhất, cấp là không sao hết. Đa số cấp 1, cấp 2 là quý vị không có triệu chứng gì. À, cái cấp mà nguy hiểm nhất á, là cấp 3. Tôi không biết tại sao mà luôn luôn người ta hay nói cấp 3 có nhiều vấn đề, nhưng mà tôi thấy là trong bệnh thận cấp 3 là nó nguy hiểm lắm. À, tại vì đây là cái cấp mà bắt đầu có triệu chứng, và đây là cái cấp mà chúng ta có thể thay đổi được bệnh, chúng ta có giữ được hay không. Tại vì nếu như cấp 3 mà không có chữa, nó dẫn tới cấp 4, nó dẫn tới những cấp khác. Tôi nói cấp 3 là cấp nguy hiểm, tôi mới tìm hình học sinh cấp 3. À, để cho quý vị nhớ, đây là hình nữ sinh Trương Vương. Quý vị nào chắc cũng biết cái bài mà Trương Vương khung cửa mùa thu. Thì tôi quên tên nhạc sĩ rồi, nhưng mà bài hát đó nổi tiếng lắm. Thì đây là hình ảnh của mấy cô Trương Vương hồi xưa, bây giờ chắc cũng lớn tuổi lắm rồi. Bây giờ không còn là cấp 3 nữa. Bây giờ là cấp mấy rồi tôi không biết, nhưng mà cấp 3, quý vị chỉ cần nhớ là cấp 3 bệnh thận rất là nguy hiểm. Nhớ gì như vậy được rồi. Tại vì đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể thay đổi được bệnh, chúng ta có thể thay đổi được bệnh. Rồi, như vậy chữa trị bệnh thận mãn tính là như thế nào? Chúng ta phải chữa cái bệnh khiến cho chúng ta bị bệnh thận mãn tính, bao gồm chữa cao huyết áp, chữa tiểu đường, chữa tự miễn, chữa những bệnh khác. Tại vì khi mà chúng ta chữa được những bệnh này rồi thì bệnh thận chúng ta nó sẽ đỡ hơn. Cái quan trọng nhất của bệnh suy thận là giữ ổn định tốc độ GFR, có nghĩa là giữ tốc độ lọc thận nó ổn định, nó không có rớt nữa. Thật lòng mà nói, một khi tốc độ lọc thận của quý vị mà giảm rồi, nó sẽ không có tăng ngược lại. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ cho nó ổn định như vậy hoài, có nghĩa là nó giảm xuống còn 50 thì ráng giữ năm này qua năm nọ cứ 50, 40 cứ vậy nhiều hoài, đừng cho nó rớt nữa. Cái đó là cái goal của chúng ta. Bằng cách chúng ta có chế độ dinh dưỡng tốt, chúng ta không hút thuốc lá, bỏ rượu, tập thể dục, những cái cách mà rất là quan trọng. Có một điểm tôi muốn nói là uống nước trong bệnh thận á, đây là một chủ đề khá là thú vị. Tại vì quý vị thận suy giai đoạn nhẹ đó, quý vị cần uống nhiều nước, nhưng mà quý vị ở giai đoạn rất là nặng thì quý vị uống nước cần phải cẩn thận. Đặc biệt là nếu như quý vị có bệnh suy tim, thành ra trong những giai đoạn đầu quý vị có thể uống nước nhiều thoải mái, nhưng mà giai đoạn cuối quý vị nên hỏi ý kiến của bác sĩ để xem là mình nên uống như thế nào, tại vì trong phần dinh dưỡng tôi sẽ nói kỹ hơn về chuyện này. Nếu mà thận chúng ta càng ngày càng đi xuống như vậy, tốc độ lọc thận càng yếu đi, tới một lúc nào đó không lọc được nữa, có nghĩa là uống bao nhiêu nước vô không có nước ra, chúng ta cần phải lọc thận.
Tại vì nếu mà chúng ta không có lọc đó, chất độc chúng ta cứ tích tụ trong cơ thể và chúng ta sẽ tử vong rất là nhanh. À, quý vị có biết tất đa số những ca mà ICU, những cái bệnh liên quan tới tâm thần mà tử vong đó, là đều liên quan tới cái tỷ lệ này. Có hai cái loại chạy thận thông thường nhất mà quý vị chắc là nghe nói nhiều là chạy thận tại bệnh viện đúng không ạ? Còn cái loại chạy thứ hai là chạy ở nhà. Có ai có nghe cái này chưa? Là chạy qua lọc qua màng bụng, quý vị có bao giờ nghe thế chưa hả? Thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Các lý do khác là chúng ta tăng potassium rất là nguy hiểm, tại vì nếu mà cái lượng potassium trong máu chúng ta cao á, thì nó sẽ làm chúng ta ngưng tim trong trường hợp mà chúng ta cần phải chạy thận nhân tạo. Quý vị chắc cũng biết là mấy cái nhiều nước á, người ta tiêm cái chất này vô tử tù để cho họ ra đi một cách im ái, tại vì tiêm này vô là tim nó lên là nó sẽ ngưng. Bệnh thận giai đoạn cuối, quý vị sẽ thấy rằng là nếu như mà chúng ta chạy thận nhân tạo thì cái tỷ lệ bệnh tim á, nó cũng cao hơn so với người bình thường. Thành ra tôi nói chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng quý vị hiểu là bệnh thận có thể ngăn ngừa được. Và tôi nhắc lại nữa là ngăn ngừa được hoàn toàn bằng cách chữa những cái bệnh nền, những bệnh nguy hiểm như là tiểu đường hay cao huyết áp. Quý vị nên đến gặp bác sĩ thận sớm hoặc là bác sĩ gia đình của quý vị gửi đi. Tại vì sao? Khi mà quý vị thường thường thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy mà chúng ta bắt đầu chạy thận nhân tạo thì tuổi thọ chúng ta chỉ có 5 năm thôi, có nghĩa là sau cái thời gian đó. Và nếu như thay thận á, là thời gian sống trung bình chúng ta từ 12 tới 20 năm. Còn nếu mà từ 8 tới 12 năm đó là chúng ta thay thận từ người mất. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta ngăn ngừa bệnh thận quý vị nhé. Rồi, thay thận. Tôi nói có nhiều cái option. Bên tay trái của tôi á, là chúng ta chạy thận nhân tạo. Bên tay phải là chạy thận qua lọc qua màng bụng. Và cái bên dưới á, là chúng ta kidney transplant, là chúng ta ghép thận hay là chúng ta thay thận. Đây là một trong những cái ví dụ đơn giản nhất là chạy thận ở nhà so với chạy thận ở bệnh viện. Tại vì ngày nay á, rất là nhiều quý vị từ từ chọn cái phương pháp là chạy thận ở nhà hay là lọc thận ở nhà, và tôi sẽ nói kỹ hơn tí xíu. Quý vị không có cần phải chạy tới bệnh viện một tuần ba lần nữa, quý vị có thể tự làm ở nhà được và có thể làm vào ban đêm. Và nó tùy vào cái điều kiện của quý vị, tùy vào cái cách của quý vị như thế nào. Theo như thống kê này, cho tới năm nay, cách đây cũng khoảng 10 năm, năm 2011, thì phần lớn bệnh nhân vẫn là chạy thận ở trong bệnh viện. Nhưng mà cái số lượng bệnh nhân chạy ở nhà thì cũng có xu hướng tăng lên, mặc dù tăng từ từ. Bây giờ chúng ta nói về chạy thận. Quý vị nhớ cái hình này, chắc là ít nhiều quý vị cũng thấy cái hình này rồi. Có nghĩa là chúng ta thấy người thân chúng ta nằm trên giường trong bệnh viện, có hai cái ống. Một cái ống lấy máu ra, một cái ống bơm vào. Thì khi cái ống máu ra, nó sẽ chạy cái máy và đánh lọc. Xong chúng ta bơm ngược máu lại. Và như vậy một tuần 3 lần, mỗi lần 4 tiếng. Rất là cực và rất là khổ. Quý vị nào đã gặp quý vị thấy rồi. Thành ra quý vị nhớ là chăm sóc mình để đừng bao giờ chúng ta chạy thận như vậy nhé. Thì cái rất là quan trọng. Cái hình này để tôi chỉ rõ hơn là cái nguyên tắc nó đơn giản lắm. Để chúng ta tạo ra một cái chỗ, cái cánh tay chúng ta, nó có nhiều chỗ ở đây, ở cổ hay là dưới bẹn, nhưng mà thông dụng nhất vẫn là ở cánh tay. Thì khi bác sĩ chuyên khoa về mạch máu sẽ tạo một cái ống thông giữa tĩnh mạch và động mạch, nó gọi là AV fistula, và sau đó gắn cái máy lọc vô thì sẽ có một cái đường lấy máu ra, một cái đường bơm máu vô. Nó chỉ đơn giản là như vậy. Rồi, chạy thận ở nhà như thế nào? Chạy thận ở nhà thì nó cũng nhìn nó đỡ hơn, nó không có sợ hơn, nhưng mà vẫn nhưng giống như là quý vị này đang ngồi đọc sách hay đọc kinh chẳng hạn, đang ngồi đọc sách và chúng ta có cái bịch nước ở đây, dẫn cái ống đi vô màng bụng chúng ta. Và trong cái màng bụng chúng ta thì khi mà cái chất độc nó thẩm thấu vào cái màng ruột chúng ta, rồi sau đó nó đi vào cái ống khác, nó đi ngược lại ra ngoài, thì cái thời gian như thường mất nhiều hơn, thường có khi cả đêm. Rồi có nhiều quý vị để cái bịch như vậy ngủ một đêm, thức dậy thì sáng sau nó lọc xong. Với nhiều người á, họ chọn cách này tại vì sao? Cái cách này nó ở nhà, nó đơn giản hơn, và với nhiều người họ thấy tự do hơn, họ có thể có một cuộc sống bình thường. Trong khi cách mà ở bệnh viện á, thì thường dành cho người lớn tuổi, họ ít có đi đứng được, và trong trường hợp đó thì họ phụ thuộc vào máy móc nhiều hơn. Thì ngày nay cái cách chạy thận á, tùy vào cái chúng ta chọn, tùy vào cuộc sống quý vị, cũng giống như là tùy vào cái môi trường nữa, tùy vào cái văn hóa nữa.
mà đa số bây giờ tại Hoa Kỳ là thường là kết hợp cả hai cái. Thống kê mà nói thì thường là người trẻ thích ở nhà hơn, còn người lớn tuổi thích đi máy hơn. Thì tôi nói lọc màng bụng, lọc chậm, chúng ta dùng cái ống đưa dịch vào màng bụng, sau đó chất độc và chất thải sẽ thẩm thấu, sau đó chuyển ra ngoài. Tôi nói tí xíu về cái này tại Việt Nam, tại vì những năm gần đây, theo như tôi đọc nghiên cứu thì cái cách mà chạy lọc màng bụng bắt đầu thông dụng tại Việt Nam. Thì quý vị tại Việt Nam nếu mà nghe tôi nói như thế này có thể hỏi về bác sĩ thận quý vị về những cái phương pháp này, tại vì đây cũng là một phương pháp rất là khả thi và có khi là phù hợp với cái hoàn cảnh sống của quý vị. Bây giờ chúng ta nói tí xíu về dinh dưỡng cho bệnh thận nhé. Tại vì tôi nhận được khá nhiều câu hỏi trong dinh dưỡng bệnh thận là khi bệnh thận chúng ta ăn cái gì và chúng ta không nên ăn cái gì. Ở cấp 1, cấp 2 á, nếu quý vị chỉ cần hơi suy thận thì ăn uống hầu như không có hạn chế. Cái quan trọng nhất á, là ở các cấp 1, cấp 2 quý vị cố gắng chữa bệnh huyết áp, chữa bệnh tiểu đường, chữa những cái bệnh khác. Tại vì nếu như quý vị không chữa bệnh đó, thận chúng ta sẽ càng ngày đi qua cấp 3, cấp 4. Thế nên cái quan trọng nhất ở cấp 1, cấp 2 là chữa bệnh. Ở cấp 3 và sau này á, là chúng ta hạn chế ăn potassium, ăn muối và ăn phosphorus. Tại sao? Đây là hai cái chất mà bình thường nếu mà thận chúng ta tốt á, chúng ta lọc được. Nhưng một khi thận hư rồi, thận không có khả năng lọc được, thì những cái chất này trong máu nhiều hơn, nó rất là nguy hiểm sức khỏe chúng ta. Quý vị nếu như tại Hoa Kỳ, quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ hoặc là chuyên viên dinh dưỡng để lựa chọn cho mình cách tốt nhất. Nhưng mà ở đây tôi nói tí xíu về một cái DASH diet. Ở đây có quý vị nào nghe nói về cái DASH diet chưa? Chắc là đã bắt đầu nghe rồi phải không? DASH diet là thường là mấy cô mà trong giới showbiz hay người mẫu gì đó hay nói câu này lắm, có nghĩa là chữ chữ dash, nhưng mà cái dash là diet approach to stop hypertension, có là ăn uống để giảm bệnh cao huyết áp. Thì dash diet là như thế nào? Đây, như thế này, nó đơn giản thôi. Dash diet thật sự nghe nói giống như là ăn chay vậy. Tôi thấy không có gì khác hết, có nghĩa là sao? Nhiều rau cải và trái cây, nhiều cá hạt và hột, nhiều thịt trắng, ít thịt đỏ, ít mỡ hòa tan. Nói chung là tôi thấy gần gần giống như đồ ăn chay chúng ta. Cái quan trọng hơn trong cái DASH diet này tôi thấy là nó không đúng là có cái trái chuối trong đó. Khi quý vị bệnh thận, quý vị nên hạn chế ăn chuối. Tại vì trong chuối có nhiều potassium. Rồi, cái phần kế tiếp nữa là ở cấp 1 như tôi nói rồi đó là không hạn chế. Nhưng mà tôi có cái nhận xét này không biết quý vị thấy đúng không nha. Là khi mà chúng ta bị bệnh thận á, là hình như cái đồ ăn cho dinh dưỡng cho bệnh thận không có ngon. Đúng không nè? Tại tôi nhìn thấy là tôi thấy những cái đồ ăn ngon nhất á là những đồ ăn không nên ăn không mà. Nói tóm lại tôi học được rất là nhiều năm á là đồ ăn đang ngon là đồ ăn có hại không. Quý vị không biết có đồng ý với tôi không? Cái gì mà ngon á là thường là có hại. Mà như ở đời cái gì cũng vậy, cái gì mà ngon mà hấp dẫn nó thường có cái gì đi đi theo đó. Còn cái gì không ngon á thì lại ít có hại. Thành ra đồ ăn á, tôi có nói tôi có một bệnh nhân bác có nói tôi là thôi thôi bác sĩ ơi, tôi muốn tôi ăn gì tôi ăn chứ ăn kiểu này tôi chết sướng hơn. Tại vì thật sự là không ngon. Quý vị có bao giờ ăn tưởng tượng ăn cái này có như ăn lạc không mà ăn chút 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 mà ăn rau ăn chán quá. Nó nói thôi kệ đi sao không được, bác cứ ăn đi. Thành ra cái đó là một trong những cái điểm quan trọng là chúng ta đừng có để bệnh thận xảy ra. Thận xảy ra rồi thì rất là nguy hiểm. Rồi, tiếp tục nữa. Ở cấp 3 cho tới cấp 5 là chúng ta cần phải hạn chế ăn nhiều muối. Quý vị hạn chế ăn Maggiano, Burger King, hạn chế xì dầu nước mắm. Quý vị nào ở Việt Nam vẫn thích xì dầu nước mắm mà. Cá khô mặn, khô quẹt. Đây là những món ăn rất là ngon. Nghe nói là chảy nước miếng rồi nhưng mà thật sự là không nên ăn. Mọi người thấy không? Nó khổ một cái là đồ ăn ngon á là đồ ăn có hại không à, nó khổ gì đó. Và ít ăn chuối. Đây. Bây giờ chúng ta nói tí xíu về thức ăn nhiều phosphorus. Quý vị thấy không? Đồ ăn ngon á là thường là những đồ ăn mà quý vị hạn chế ăn. Quý vị hạn chế ăn nếu quý vị ăn bị bệnh thận. Rồi. Là đây là những đồ ăn nhiều potassium, quý vị cũng hạn chế ăn luôn, đồ ăn ngon không mà đó. Đúng không quý vị thấy không? Toàn là đồ ăn ngon không mà đồ ăn này thì mình thấy ở chùa mình có mấy món nè, có ở chùa là có trồng nguyên cây bơ đúng không? Rồi cá nước rồi rồi cuối cùng là thức ăn nhiều sodium. Ai quý vị thấy không, là có pizza, có nước sauce, có nước chấm, ăn sushi, nói chung là nó tóm lại là hết trơn đồ ăn rồi đúng không? Có ba cái này tôi thấy ngưng hết là thấy rồi. Rồi ý cuối cùng á, quý vị hỏi tôi là thực phẩm chức năng có nên ăn không nha, tại vì có rất là nhiều quý vị đặt câu hỏi tôi là bác sĩ, tôi nghe nói là
có cái này bổ thận gì. Cái này tôi lấy khuyến cáo từ Hiệp hội Thận Quốc gia Hoa Kỳ, cái National Kidney Foundation. Câu trả lời là thực phẩm chức năng quý vị ăn uống có thể hại tới quý vị. Quý vị nhớ cái này nha, thực phẩm chức năng ăn, tôi không biết những cái nào hại, mà cái này là hại thận. Tại vì sao? Tại vì thận chúng ta, thận những cái thực phẩm chức năng có thể chứa phosphorus, có thể chứa potassium và kim loại, và tất cả những cái này đều rất là nguy hiểm cho thận. Và có chất bảo quản nữa, cái này là cái quan trọng nhất. Tại vì thực phẩm chức năng để trong cái hộp đó phải lâu dài. Nó tóm lại, không, ý tôi nói không phải tất cả mọi loại thực phẩm chức năng là đều có hại, nhưng mà phần lớn là giống như trích dẫn của Hiệp hội Thận Quốc gia Hoa Kỳ, thì phần lớn thực phẩm chức năng đều có hại tới thận. Thật ra quý vị cần phải nói chuyện với bác sĩ của mình là có nên ăn hay không. Và cái nguy hiểm hơn là nhiều quý vị mới đọc chưa bệnh gì hết, nhưng mà nghe lời rủ rê của bạn bè, bà con rồi đó, mua thực phẩm chức năng về uống, uống vô cái hư thận luôn. Hư xong rồi uống tiếp để ráng chữa, nó cuối cùng hư nữa. Nói tóm lại, bệnh thận là bệnh mà giai đoạn đầu thường không có triệu chứng gì quý vị nha. Và đa số bệnh thận đều có thể ngăn ngừa được. Cái điều mà chúng tôi muốn nói với ở đây là bác sĩ cũng giống như những chuyên viên y tế là thận chúng ta hoạt động rất là bền bỉ, đi cài một năm 365 ngày, 24/7 giờ. Quý vị ngủ nó cũng đang làm việc nữa đó. Thành quý vị nhớ là chăm sóc cái thận của mình, chăm sóc nâng niu, tôi không biết nâng niu gì đây, người ta nói nâng niu bằng chân Việt, thì nâng niu cái trái đậu Việt đi. À, chúng ta có hai cái trái đậu đó ha. Quý vị nhớ chăm sóc thận của mình và chữa dứt các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, đau khớp hay các bệnh mãn tính khác để ngăn ngừa bệnh thận. Tại vì tất cả những cái bệnh này nếu quý vị không chữa đều khiến cho chúng ta bị hư thận quý vị nha. Và cuối cùng là dinh dưỡng và lối sống giúp chữa bệnh thận. Và tôi xin được kết thúc cái chương trình nói chuyện ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đặt câu hỏi và trả lời trực tiếp. Xin cảm ơn Hiền Như Tỉnh Thức. Trong lúc quý vị đặt câu hỏi, tôi muốn nói tí xíu về cái món quà của chú này. Đây là cái này là gì chú? Ô mai của chùa. Thật sự lúc nãy tôi phải công nhận là đúng, là mà đúng là cái đồ ăn rất là ngon nha. Mà đồ ăn ngon phải cẩn thận. Tại vì lúc nãy tôi mới nhớ đồ ăn này mà trời lạnh nên mà coi phim Hàn Quốc nữa thì đúng là, nhất là những cái giai đoạn cao trào mà xúc động ăn này vô. Rồi bây giờ chúng ta nói về bệnh thận, quý vị có thể đặt câu hỏi bây giờ và tôi sẽ lấy câu hỏi từ bên Facebook của tôi xem quý vị có đặt câu hỏi gì chưa. Dạ, thực phẩm chức năng đó hả bác? Thực phẩm chức năng á, là mấy cái loại mà quý vị thấy hay quảng cáo hoặc là bán trên Costco, nó gọi là herbal supplements. Thì đây là những cái giống như những cái nó có dạng vitamin, rồi nó có dạng, ví dụ như là sữa ong chúa nè, Fucodan nè, đó là những cái dạng mà quảng cáo là có thể cải thiện sức khỏe. Thì quý vị thấy là nó quảng cáo trên mạng nhiều lắm. Tôi thì tôi không có nói là tất cả những loại thực phẩm chức năng đều có hại, nhưng mà tôi khuyên quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về cái loại thực phẩm chức năng nào quý vị muốn dùng. Tại vì theo như nghiên cứu của Hiệp hội Thận Hoa Kỳ thì đa số thực phẩm chức năng đều có thể có hại cả. Thì câu hỏi đơn giản là chúng ta uống nhiều nước, và đúng như bác nói vậy, là thực sự một trong những cái bệnh nguy hiểm nhất của bệnh thận, lý do nguy hiểm nhất của bệnh thận là chúng ta uống không có đủ nước. Giống như cái máy bơm, như tôi nói, cái máy bơm hư chỉ có nhiều lý do. Một là chúng ta không có đủ nước về cái máy bơm đó. Bằng cách nào? Là chúng ta uống không có đủ nước, hoặc là nước về cái máy bơm đó dơ quá. Tại sao? Là chúng ta bị tiểu đường, chúng ta bị cao mỡ, chúng ta bị rất là nhiều thứ trong máu chúng ta, khiến cho cái máu chúng ta nó tùm lum chất hết trơn, khiến cho cái khả năng lọc của thận nó bị quá tải. Một lý do khác nữa là nước đổ về cái máy bơm đó quá mạnh, là cao huyết áp, cái áp lực nó nhiều quá khiến cho các máy bơm chúng ta cũng bị yếu đi, bị vỡ đi. Như vậy là không đủ nước cũng hư máy bơm, mà nước nhiều quá cũng hư máy bơm, mà nước dơ cũng hư máy bơm. Đó, quý vị thấy không? Ba cái đó nó trở ngược lại đơn giản là gì? Là thiếu nước, cao huyết áp, tiểu đường. Đó. Lý do rất là đơn giản của cái bệnh thận chỉ là nghĩ về cái máy bơm nước. Là quý vị nhớ là cái bệnh thận thì chữa nó dễ hơn. Thật sự là rất là nhiều năm nay là rất là nhiều bác sĩ chúng tôi cố gắng tìm cách chữa cái máy bơm nó bị hư rồi, nhưng mà nó thật là cho tới bây giờ hầu như không có cách nào chữa được. Chỉ có chữa cái lý do cái máy bơm bị hư thôi. Dạ thưa bác sĩ, nếu mà đủ nước thì một người uống trung bình bao nhiêu nước một ngày?
và trong cái nước đó với là nước canh súp, cà phê, trà thì cái nào là đúng để cho người ta biết? Dạ, cảm ơn chị. Cà phê không tính nha quý vị. Cà phê, trà, Coca-Cola, nói chung là những cái nước gọi là soft drink á, nó không tính. À, và cái khuyến cáo của người khỏe mạnh trung bình uống nước á, là họ uống 8 cái chai nhỏ nhỏ một ngày. Đó là trung bình khoảng chừng 2 lít. Thì thường thường á, khi mà tôi khuyến cáo mọi người á, chúng ta uống nước như thế này là chúng ta khi nào hơi khát nước là chúng ta uống nước liền. Tại vì sẽ có người uống nước nhiều hơn, có người uống nước ít hơn. Mà cái quan trọng nhất là quý vị chỉ cần thấy khát nước. Thứ hai là cái môi của mình khô á, cơ thể của mình tuyệt vời lắm. Là khi mà chúng ta thiếu nước á, và nhất là người lớn tuổi là chúng ta rất là mau khát nước. Người lớn tuổi không có giữ nước được như người trẻ như quý vị. Có nghĩa là người lớn tuổi thường phải uống nước nhiều hơn so với người trẻ. À, cái đó là nhiều khi chúng ta ban đêm á, chúng ta quên uống nước, chúng ta làm biếng đi đi lấy nước, hoặc là uống nước xong chúng ta sợ đi tiểu. Đúng không nè? Uống xong đi tiểu thành ra ráng nhịn. Thật sự cái đó là một trong những cái bệnh, những cái thói quen không tốt cho sức khỏe, tại vì về lâu dài nó ảnh hưởng tới cái thận chúng ta. Thành ra tôi nói với bệnh nhân là thường thường quý vị nào ban đêm, nhất là mùa đông này á, quý vị nhớ để cái ly nước hoặc cái chai nước kế bên, và cũng không thể nào mà khiêng cái toilet để kế bên được. Nhưng mà cố gắng là đi ban đêm, nói chung là nếu quý vị cần phải đi thì quý vị cần phải đi, đừng cố gắng nhịn, tại vì nó sẽ dẫn đến những cái nỗi khổ sau này. Cái đó là cái mà tôi Dạ, thưa bác sĩ, có nhiều trường hợp giống như người ta nghe nói uống nước nhiều thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà quá 2 lít rồi họ uống càng nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ thì có lẽ là cũng có vấn đề, tại vì nước nhiều nó có thể làm cho cái chất muối trong trong cơ thể nó giảm, nó loãng đi, thành ra hỏi bác sĩ cho chắc. Vâng, chúng nói chính xác á, là thường thường á, tôi gặp một câu hỏi quan trọng là uống nước bao nhiêu cho đủ, và chúng nói chính xác là uống nước nhiều quá thì cũng không tốt. Tại vì khi chúng ta uống nhiều nước quá thì muối trong cơ thể chúng ta thì có một cái số lượng nhất định, uống nhiều nước quá khiến cho muối nó bị giảm xuống, và như vậy thì dẫn đến một cái triệu chứng gọi là thấp muối, và nó ảnh hưởng đến những bệnh khác. Thành ra cái câu trả lời của tôi là tùy mỗi người, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu khát nước, ví dụ như tôi nói chuyện nãy giờ tôi bắt đầu khát nước rồi đó, là mình cần phải uống nước. Với thứ hai là khi mà chúng ta đi đi tiểu với cái nước tiểu nó quá vàng á, là một trong những dấu hiệu đầu tiên khiến chúng ta nghĩ là chúng ta đang bị thiếu nước. Đó là hai cái cơ bản nhất. Và thứ ba, bác sĩ chúng tôi, nhất là tôi về là về bác sĩ da, tôi nhìn cái da quý vị tôi biết vì có thiếu nước hay không. Thật sự cái da chúng ta là một trong những dấu hiệu đầu tiên và cơ bản nhất của cái bệnh, bao gồm bệnh thận, bệnh mà trong đó là thiếu nước. Tại da khô á là cho thấy là quý vị không có uống đủ nước, và không uống đủ nước là tùm lum bệnh nó có thể xảy ra, quý vị thấy không? Rồi để tôi trả lời một số câu hỏi online nha, tại vì có một quý vị hỏi là uống thực phẩm bổ sung như vậy có hại thận không, mà tôi nhớ tôi mới giải thích tới đây. Quý vị hỏi kỹ lại bác sĩ, tại vì phần lớn tôi không biết là quý vị đang dùng cái thực phẩm bổ sung nào. Nhưng mà nếu như thực phẩm bổ sung mà có potassium hay là có phosphorus, cái đó là không tốt quý vị nhé. Đặc biệt là quý vị ở những bệnh thận cấp 3, cấp 4, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối, quý vị uống những ăn những thực phẩm chức năng này có thể làm nguy hiểm hơn. Potassium nó còn là kali, tiếng Việt của mình là phosphor, là hai cái chất đó. Thì cái chất kali này, potassium á, nó có nhiều, quý vị nhớ cái bức hình tôi lúc nãy không? Nó có nhiều trong chuối, có nhiều trong những cái loại, nhưng mà quan trọng hơn là thực phẩm. Nó có nhiều trong cái hình lúc nãy tôi mới đưa. Thì quý vị có thể nhớ hoặc là xem lại cái hình đó tôi nói chuyện ngày hôm nay. Còn phosphor là một trong những cái chất, nó có nhiều trong thịt. Cái quan trọng nhất là thịt, bao gồm nè, thịt đỏ, cheese, fast food. Quý vị nào đi ra McDonald's hoặc là Burger King là nhớ tới phosphor, là trong đó có nhiều lắm. Milk, sữa nữa, và Coca-Cola. Dĩ nhiên là những cái toàn là đồ ngon không, mà nói chung là đồ ngon là phải có phosphor, quý vị sẽ nhớ cái đó. Tại vì phosphor nó tạo vị và nó có nhiều thứ khác. Nó tóm lại là khi mà chúng ta ở bệnh thận cấp 4 hoặc cấp 5 á, là đồ ăn sẽ không có còn ngon nữa. Thì trong trường hợp đó quý vị có thể làm chia ra nhiều buổi, hoặc là thường thường tôi đồng ý cho quý vị ăn chút xíu thôi. Tại quý vị nhớ tôi nói chuyện ở trên chùa là chúng ta ăn ăn cho ngon,
chứ không phải là ăn cho no. Bởi vì thật sự nhìn chung á, nếu mà chúng ta ăn cho ngon, chúng ta không ăn cho no thì tự nhiên là chúng ta bất bệnh nhiều lắm. Phần lớn á, bây giờ quý vị ở Mỹ đi rồi thì thật sự mà nói, thậm chí quý vị tại Việt Nam đi thì cuộc sống bây giờ chúng ta đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Không có, nói chung là không có phải là nghèo như hồi xưa nữa. Thì tôi nghĩ bây giờ là chúng ta ăn cho ngon, chúng ta không cần phải ăn cho no quý vị nha. Chỉ cần ăn cho no thôi thì chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều bệnh. Vâng, tôi nói là ăn ngon là chất độc, nhưng mà ăn ngon ăn chút xíu thôi. Ăn cho ngon thôi có nghĩa là ăn ăn vừa đủ thôi, có như cái dĩa chúng ta ngon chúng ta. Quý vị có nhớ không, mỗi lần quý vị đi ăn nhà hàng à, mấy cái nhà hàng Italian hay là nhà hàng châu Âu á, họ mang cho quý vị một cái đĩa bự vậy nè, mà có miếng thịt chút xíu rồi, quý vị nhớ không? Nhiều khi á, tôi còn nhớ hồi xưa tôi dẫn má tôi đi ăn, má nói trời cái này sao nó mắc dữ vậy con. Tại vì cái đó, cái má tôi nói cái này ở ngoài chợ nó bán mấy chục pound rồi. Có nghĩa là cái vị với lại cái không khí nó quan trọng. Chúng ta đang ăn, chúng ta hướng về cái đó nó dễ hơn. Một cách khác, ví dụ như tôi nói về cúng Phật chẳng hạn, chúng ta cúng cái lòng, cúng cái tâm, như ăn lấy cái vị đó nó ngon hơn là ăn mày ráng ăn hết cái miếng thịt đó. Thì thật sự quý vị, người ta nghiên cứu cho thấy việc cắn miếng thịt đó, chỉ cần cắn ba miếng là đã hết ngon rồi, những cái miếng sau là ăn no thôi. Quý vị nhớ không nè, thành ra bởi vì ăn vụng á, ăn vụng 1-2 miếng đủ rồi, đúng không nè? Tôi hồi xưa tôi suy nghĩ hoài tại sao ăn vụng nó ngon, bây giờ tôi biết tại sao. Tại vì cái nghiên cứu đó nó trả lời câu hỏi của tôi là cái này tôi ăn, nó ăn vụng đồ ăn nha, tôi không nói quý ông ăn vụng gì đây nha, cái đó là một câu chuyện khác. Tôi nói ăn vụng là ăn vụng đồ ăn á, là tại vì đúng là nó có cái nghiên cứu đó, là tôi thấy là đúng mà chúng ta ăn qua cái giai đoạn đó là chúng ta ăn cho no thôi, chứ không cần ăn ngon nữa. Thành ra hôm nãy tôi thấy quý vị là đang ăn vụng với sao á, là ăn xong cái đó là đủ đúng không, không có muốn ăn thêm nữa đúng không? Tại vì chúng ta đã ăn xong cái ngon rồi, cái phần ngon đã đủ rồi thì cái phần no không có cần đủ nữa quý vị nha. Và nếu mà chúng ta ăn như vậy được thì tôi nghĩ là chúng ta có thể đỡ được nhiều bệnh lắm. Wow, chú hỏi câu hỏi rất là hay chú. Tại vì bệnh đau khớp á, là mình phải uống thuốc giảm đau thường xuyên. Cho dù mình có uống thuốc hay không, nhưng mà quý vị sẽ thấy là cho dù quý vị sẽ uống thuốc giảm đau thường xuyên, mà quý vị nhớ lúc nãy tôi có nói không, uống thuốc giảm đau nó làm hư thận chúng ta. Tại vì thường là những thuốc như ibuprofen, Aleve hay thậm chí là những thuốc giảm đau khác đều phải lọc thận, đều chạy qua thận để lọc. Thành ra về lâu dài á, là bệnh đau khớp á, là thường thường cái cách tôi chữa là tôi kết hợp giữa acetaminophen là nó đi qua gan, nó tránh con đường thận đó, nó đỡ hơn. Thứ nhất. Thứ hai là tập vật lý trị liệu để mà chúng ta tập những cái khớp khác nó hoạt động để nó bảo vệ lại cái khớp đó. Quý vị nhớ tôi nói chuyện về khớp á, là khi chúng ta đau một khớp á, chúng ta không chỉ đau một khớp đâu mà đau nhiều khớp xung quanh. Tôi nói ví dụ như chúng ta đau khớp đầu gối á, thì cái khớp háng chúng ta, cái khớp bàn chân chúng ta và những cái khớp ở bên phần còn lại á, nó sẽ cân bằng lại để nó hạn chế cái đau đó. Thì lâu dài á, là những khớp kia cũng bị đau luôn nếu mà chúng ta làm không đúng. Thì tập vật lý trị liệu á, giúp cho những cái cơ bắp cũng giống như những cái khớp này nó hoạt động chung với nhau, nó giảm thiểu cái đau ở cái khớp đó. Thì cái đó là cách mà mình chữa cái đó chú. Mà chú hỏi câu hỏi rất rất là hay. Dạ cảm ơn chú. Thưa bác sĩ, tôi hay bị vọt bẻ. Bác sĩ nói thiếu potassium, khuyên nên ăn chuối, sữa, cá salmon. Nhưng thực tế tôi không ăn được nhiều chuối và không uống được sữa, nhưng mỗi lần thử máu đều bị cao potassium. Tôi có hỏi bác sĩ nhưng họ không trả lời rõ ràng câu hỏi. Hôm nay xin hỏi bác sĩ giải thích giúp dùm, và cao potassium có hại hay không? Cao potassium là giống như cao kali, lúc nãy tôi mới nói quý vị. Cái chất kali, cái chất potassium rất rất là quan trọng sức khỏe chúng ta. Tại vì quý vị biết không, tim chúng ta đập được á, là nhờ có cái chất đó. Như tôi nói á, ở bên Mỹ này và nhiều nước khác chúng ta tiêm cái chất này vô tử tù, thành ra họ ra đi rất là êm ái. Tại vì tiêm cái chất này vô nó cao thì cái màng tim chúng ta không có đập được nữa và tim chúng ta sẽ ngưng. Thành ra khi bị cao á, đây là một trong những cái trường hợp khẩn cấp trong y khoa, nó gọi là hyperkalemia, là cao kali. Thành ra trường hợp cao kali nó có nhiều lý do. Cái câu trả lời ngắn gọn của tôi là quý vị cần phải gặp bác sĩ để tìm lý do tại sao. Nhưng một trong những lý do thông dụng nhất là hư thận. Tại vì thận lọc không được, thành nên cái lượng potassium nó tích tụ ra nhiều. Tại đúng ra cái chất kali đã phải đi ra ngoài, mà thay vì đi ngoài nó ở lại vòng vòng trong máu chúng ta, từ từ nó đi cao lên. Và khi cái ngưỡng cao của nó tới một cái ngưỡng nguy hiểm, đầu tiên nó ảnh hưởng tới cơ bắp, làm chúng ta bị dọa bẻ. Thứ hai là sẽ ảnh hưởng tới tim,
và thứ ba sẽ ảnh hưởng nhiều tới những chức năng khác như trên não chúng ta. Thành ra quý vị cần phải gặp lại bác sĩ, và tôi đề nghị là gặp bác sĩ chuyên khoa thận thì bác sĩ sẽ tìm ra các câu trả lời tại sao quý vị bị cao kali quý vị nhé. Nước Kagan, hình như là đây là cái loại nước mà nước kèm đúng không cô? Tôi có nhớ là tôi có nói một lần trên mạng rồi. Thì cái nước này là một trong những cái chủ đề mà tôi từng nói. Cái quan trọng nhất của nước là làm cho cái nồng độ kèm nó cao hơn. Một trong những cái lý thuyết đằng sau cái này là nó là cơ thể chúng ta có nhiều cái bệnh là tại vì chúng ta bị axit hóa, cái độ axit nó cao. Nó uống cái nước kèm này vào thì sẽ hy vọng nó sẽ đỡ hơn. Thì những cái nghiên cứu cho thấy là cái nước kèm này thật sự là không có tác dụng gì. Nó có hai lý do, tại vì phần lớn quý vị uống cái nước này vô, vừa vô bao tử chúng ta lập tức là nó bị trung hòa liền. Tại vì bao tử chúng ta là rất là axit. Quý vị đem một cái xương gà vô ngâm trong bao tử quý vị trong vòng khoảng chừng một vài ngày là cái xương nó tan ra hết. Nói như vậy để quý vị biết là bao tử chúng ta nó mạnh như thế nào. Có một số quý vị tranh luận với tôi trên mạng là khoan nói tới chuyện uống đó, họ uống cái nước Kagan là thấm qua cái đường môi, thấm vào những thứ khác. Tôi đồng ý, nhưng mà nó thấm không tới 5%, thành ra nó không tính. Có nghĩa là phần lớn quý vị uống vô một cái là nước đi xuống liền, thành ra nó không có đủ thời gian để thấm qua những cái mao trong miệng chúng ta. Mà giả sử nó có thấm qua đi chăng nữa thì khi vào cơ thể chúng ta thì thận và những cơ quan khác như phổi sẽ trung hòa lại, tại vì cái độ pH trong người chúng ta lúc nào cũng là ở phải 7.34. Tại vì đây là trong người chúng ta là một cái bộ máy tuyệt vời, nó không cao quá, không thấp quá. Tại chỉ cần cái độ pH là độ acid hay độ base nó cao hay thấp là cơ thể chúng ta không có hoạt động được. Nhưng mà cái nước Kagan, mặt tốt của nó tôi thấy là như thế này, là nó khiến cho quý vị uống nhiều nước. Như tôi nói là nó có những cái mình phải nhìn có nhiều góc độ, chứ thôi không đó tất cả mọi thứ đều không tốt. Nhưng mà cái việc mà quý vị uống nhiều nước á, thì có người hỏi tôi là có nên mua hay không. Câu trả lời là quý vị nếu mà quý vị có tiền á, giá là không sao hết. Tại vì nếu quý vị không có tiền uống nước thường cũng được, tại vì hai cái như nhau. Nó thật sự là như vậy. Quý vị không có cần phải không, cái đó là tôi nói là theo góc độ. Tại vì uống nước Kagan nó tạo cái thói quen chúng ta uống nhiều nước hơn. Cái đó là một thói quen tốt. Nhưng mà về mặt vật lý hay là mặt sinh học như tôi nói thì nó không có giúp được nhiều. Và tất cả những cái này là điều trên YouTube tôi có nói chuyện và tôi có link những cái nghiên cứu đó. Quý vị nào muốn tranh luận, tại vì tôi biết là một số quý vị sẽ nhảy vào, sẽ nói là tôi rất là thích học hỏi từ quý vị, thành ra tôi luôn là mang nghiên cứu để nói chuyện với quý vị. Rồi, có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, cái nghiên cứu mới nhất là uống ban đêm bác. Tại vì tôi giải thích như thế này. Tôi nói chuyện nghiên cứu á, tôi chia sẻ quý vị tí xíu, quý vị cũng còn nhớ là những cái gì tôi nói ngày hôm nay á, nó có thể thay đổi vào ngày mai. Và tôi có thể dựa vào cái là những cái gì mà tôi thấy mới nhất, tôi cập nhật và dựa vào những cái nghiên cứu khả tín để tôi chia sẻ với quý vị. Tại sao? Cái lý do là tại vì chúng ta hồi xưa giờ chúng ta cứ có thói quen là sáng thức dậy uống thuốc. Nhưng mà có những cái nghiên cứu gần đây cho thấy là khi mà chúng ta, những người mà bị cao huyết áp á, ban đêm á, huyết áp chúng ta cao hơn bình thường. Thông thường với người bình thường á, khi mà chúng ta ngủ á, huyết áp chúng ta sẽ thấp. Nhưng mà với những người mà cao huyết áp á, tại vì cái mạch chúng ta đã cứng rồi, nó bị sơ vữa và cái thói quen chúng ta rồi, chúng ta không có xuống được. Thì về lâu dài khi mà huyết áp chúng ta cao, nhất là cao vào đêm á, nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là nguy hiểm tới thận. Thành ra những cái nghiên cứu đó nó đặt lại, và tôi có nói chuyện này trên Facebook của tôi là có những cái link quý vị có thể đọc tìm hiểu. Là những cái thuốc, đặc biệt là thuốc cao huyết áp mà loại giống như là ACE inhibitor là, hay là lisinopril hay là losartan hay là losartan, bây giờ nó bị recall rồi. Hay những cái họ mà thuốc mà huyết áp một lần trong vòng 24 giờ thì uống ban đêm nó tốt hơn. Thứ hai á, là nó sẽ tạo cho quý vị một cái thói quen mà giữ huyết áp cả ban đêm lẫn ban ngày. Quý vị nào mà uống thuốc ban ngày á, nó khổ cái là uống một đêm thức dậy có khi ngủ không được. Có khi ban đêm, nói chung nhiều lý do, cái đùng một cái sáng huyết áp nó giọt lên trời như vậy. Bởi vì uống vô thì trong cái thời gian mà huyết áp bị cái cao á, là nó đã ảnh hưởng tới thận rồi. Sau cái buổi ngày hôm nay quý vị nhớ á, là mỗi lần huyết áp chúng ta cao á, là thận chúng ta bị ảnh hưởng. Mà thận chúng ta phải chịu đựng một thời gian dài trước khi mà chúng ta uống thuốc giảm nó xuống. Thành ra những cái nghiên cứu cho thấy là uống thuốc ban đêm thực sự là tốt hơn ban ngày. Và những cái này nó thay đổi là tại vì y khoa chúng ta thay đổi, chứ không phải là chúng ta không biết, bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa. Một cái ví dụ khác đó là aspirin, quý vị nhớ không? Thuốc baby aspirin á, mấy chục năm trước tôi còn nhớ là lúc mà tôi học y khoa. Wow, tôi không ngờ tôi học y khoa mấy chục năm rồi.
nghe đúng là nó lâu thiệt. Tôi còn nhớ là ông thầy tôi nói là uống aspirin mỗi ngày ngăn ngừa bệnh đột quỵ. À, tôi thật sự và biết vì nhớ biết bao nhiêu người uống cái đó cho tới năm vừa rồi, nó có một cái nghiên cứu cuối cùng luôn á, là nó nêu lại một lần á, là quý vị nào mà không có tiền sử về đột quỵ và không có bị bệnh tim thì quý vị không nên uống. Tại vì uống aspirin nhiều nó gây xuất huyết bao tử và gây bệnh thận và những thứ khác. Thành ra cái rủi ro nó nhiều hơn cái lợi. Nhưng mà tại sao chúng ta không biết những cái đó? Tại vì chúng ta không đủ nghiên cứu, và cái này là một phần đó, là như tôi nói là cái y khoa là như vậy, là chúng tôi là bác sĩ phải ráng học mỗi ngày, ráng tìm những cái nào có lợi hơn dựa vào những cái nghiên cứu, chứ không phải là chúng ta nói hồi xưa giờ chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà cho tới năm vừa qua thực sự là rất là nhiều bác sĩ cũng đặt câu hỏi. Cá nhân tôi á, là tôi ít khi nào cho bệnh nhân uống aspirin nếu mà không có chỉ định. Nhiều có rất là nhiều bác tới gặp tôi là muốn uống aspirin tôi đều từ chối hết. Tại vì người lớn tuổi á, thận đã yếu rồi, quý vị nhớ nha, thận yếu là một, thứ hai bao tử yếu, hai cái đó mà uống mỗi ngày vô họ bị sốt bao tử và họ bị bệnh khác nữa, mà sốt bao tử bị suy dinh dưỡng đó, suy dinh dưỡng là dẫn tới bệnh khác nữa. Thành ra có những cái bệnh mà mình phải nghĩ xa hơn là cái lợi với cái hại cái nào nó nhiều hơn. Thì cái câu trả lời của tôi về cái chuyện thuốc ban đêm là như vậy. Thì hy vọng là cũng giống như là những cái việc mà xét nghiệm máu bây giờ, quý vị nào là bệnh nhân của tôi đều nói là quý vị không cần phải nhìn ăn là như vậy. Tại vì cái công nghệ bây giờ nó khác với hồi xưa lắm rồi. Bây giờ thật sự bây giờ xét nghiệm đường hay là xét nghiệm mỡ là chúng ta dùng A1C, và cái đó thì không cần phải nhìn ăn. Có nhiều quý vị phải nhìn ăn cả từ sáng tới nửa đêm luôn, tới khi gặp bác sĩ hay gặp cái người đó là người lả rồi, pass out, đúng rồi, có nhiều người té xỉu luôn, có nghĩa là chưa đi gặp bác sĩ là đã xỉu rồi. Tôi thấy cái đó nó không đúng, mà nó hơi quá đáng nữa. Thì tôi chỉ hy vọng là một ngày nào đó y khoa nó hiện đại hơn thì nó phải phục vụ mình tốt hơn, đúng không nè? Có nghĩa là những cái máy móc, cái cách đọc kết quả xét nghiệm là phải được tốt hơn, chứ không phải là giống như hồi xưa nữa. Thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Rồi quý vị có câu hỏi nào nữa không ạ? Thưa bác sĩ, thí dụ như bác sĩ gia đình cho thuốc cao máu mà hai loại, bây giờ là mình cũng uống ban đêm, nhưng mà khoảng bao mấy giờ mình có thể uống Dạ quý hai vị viên luôn hay là sao? quý vị có thể uống một lần và trước khi mình ngủ bác, không sao hết đó bác. Vậy hả? Dạ. Thường thường những cái loại thuốc cao huyết áp sau này là nó thường hỗ trợ lẫn cho nhau. Thường bác sĩ gia đình hay là bác sĩ thường là đều có ý là cho thuốc để nó hỗ trợ và nó bù trừ và nó làm cân bằng lại. Dạ không sao hết ạ. Cũng như bây giờ như tôi mỗi ngày uống viên thuốc quanh đê, là ngày uống viên có sao không bác sĩ? One day là gì bác? Quanh đê nó đề trên sông má quanh đê gì đó, ở đây chữ quanh đê của mình vậy đó, canh sông á. Woman, one day. Cái cách con nhìn đó là như thế này. Nếu như mà chúng ta, nếu mà bệnh nhân mà không có thiếu canxi hoặc là không có thiếu vitamin D hoặc là không bị loãng xương thì quý vị không nên uống. Tại vì thật sự đó là vitamin quý vị có thể uống, chỉ cần chúng ta ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là chúng ta không cần uống vitamin. Tôi nói ví dụ mỗi ngày quý vị chỉ cần ăn cái rau có màu chút xíu nha, củ cà rốt nè, cam nè, táo, đây là một lượt vitamin trên đây nè. Hỏi Phật tổ. Tôi thật, đây là vitamin chứ đâu, đây là one day woman ở đây. Đúng không? Tại vì thật sự là như vậy. Tại vì các vitamin á, như tôi nói rồi, chúng ta tốt nhất á, là uống từ cái trái cây thiên nhiên, từ đồ ăn, từ rau cải, từ những cái đó. Chứ uống bằng cái cách mà họ, tại vì thứ nhất là tôi không biết là họ sản xuất như thế nào, thứ hai là phải có chất bảo quản, và thứ ba là họ đóng thành một viên, phải có hạn sử dụng và tùm lum thứ hết trơn. Thành ra tôi khuyên bệnh nhân là nếu mà quý vị được á, và trước khi quý vị uống là tôi test hết là có thiếu vitamin D hay không, có bị loãng xương hay không, mà có, tại vì đó những cái một số bệnh á, quý vị cũng mới gặp tôi, việc tôi cho quý vị uống tại vì quý vị thiếu vitamin D hoặc là quý vị có rủi ro nào đó tôi mới cho, chứ thật sự là tôi thường là tôi không cho. Dạ mời 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 chị ạ. Nhưng mình nhiều khi mệt trong người hay là đi bộ nhiều hay mình làm việc mệt đó, thì cái bụng dưới nó sưng rồi sau đó nó bị tiểu gắt có luôn mấy ngày như vậy, mặc dù mình uống nước rất là nhiều mình không đi được. Lý do tại sao bác sĩ? Khi mà chúng ta bị bệnh thường đau bụng ở cái vùng bụng dưới, và với phụ nữ và đàn ông thì khác nhau. Tại vì đàn ông ở bụng dưới không có nhiều cơ quan, phụ nữ thì nhiều hơn. Giống như tôi nói vì đàn ông giống như chiếc Toyota vậy đó, còn phụ nữ giống như chiếc Lexus.
thường lát sệt mắc tiền hơn, khó sửa hơn, chạy im hơn, nhưng mà Toyota chạy có khi bệnh hơn. Thành ra với cái thành ra phải hỏi cái bệnh là phải hỏi là bây thưa cũng hay dạy sinh viên là cái giới tính nó quan trọng lắm, mà có nhiều người đổi chuyển giới tùm lum tôi cũng không biết cách nào. Nhưng mà với cái bụng bụng dưới á, thì giống như chị hỏi á, là nó đầu tiên nhất là coi các bệnh, những bệnh khác về ruột rồi những cơ quan rồi thận cũng có thể ảnh hưởng hết chưa đó. Thành ra cái câu trả lời của chị cái đó cũng nó hơi rộng, tại vì nó có nhiều lý do khiến chúng ta bị đau bụng dưới, đặc biệt với phụ nữ mà có trong cái ngày gần chu kỳ cũng là một trong lý do đó. Thành ra đau bụng của người phụ nữ thực sự là nó phức tạp hơn, như tôi nói là nó có nhiều lý do hơn. Là trong trường hợp đó tôi nghĩ là chị gặp bác sĩ mình nói chuyện ha. Dạ. Khi mình uống nước nhiều mà mình đi tiểu không được, thường thường mình uống nước vô mà chị thấy là chị có cái cảm giác đi tiểu không, hay là chị khi mà chúng ta có cảm giác mắc tiểu mà chúng ta không đi tiểu được, nó có một vài lý do nữa là đôi khi tại cái bàng quang chúng ta khá là nhạy cảm. Chúng ta nghĩ tới bệnh nhiễm trùng đường tiểu hoặc là nhiễm trùng bàng quang, hoặc là chúng có thể bị thận, hoặc là có khi những cái gì nó khiến nó bị nghẹn lại cái đó. Thì thường thường trong những trường hợp đó, bác sĩ hay lấy kết quả nước tiểu hay là cho thuốc trụ sinh để mà trị đường nhiễm trùng đường tiểu, hoặc là siêu âm ở bụng xem có cái vấn đề nào không. Siêu âm thận thì đây là những trong những cái cách mà thông dụng nhất bác sĩ sẽ làm. Còn đi xa hơn là có thể chụp hình ảnh, chụp CT để xem cái lý do. Nhưng mà đau bụng của người phụ nữ là một trong những cái triệu chứng mà bác sĩ không nên bỏ qua, phải tìm cho tới cùng cái lý do. Cá nhân tôi cũng thường thường gặp những trường hợp đó, tôi làm tôi tới cùng luôn, có nghĩa là chụp hình hoặc là tìm mọi thứ để cho ra cuối cùng. Và nếu mà chúng ta tìm hết mọi thứ rồi, không tìm cái lý do, xét nghiệm cũng bình thường, thì có thể là lúc đó chúng ta sẽ có thể cho thuốc giảm đau, hoặc là hy vọng là từ từ nó sẽ đỡ hơn chị. Dạ cảm ơn chị. Thì thưa bác sĩ, cho em hỏi một câu là lúc nãy bác sĩ có nói là những người mà bị huyết áp cao thì sẽ bị ảnh hưởng tới thận. Thì ở trong nhà là bà nội bà ngoại có mấy đứa nhỏ đều bị uống thuốc về huyết áp cao, nhưng mà không có nghe bà nội bà ngoại nói cái gì về thận hết. Như vậy thì mình có cách nào để nhắc nhở bà nội bà ngoại là đi bác sĩ hỏi để được check up cái vấn đề thận hay không, hay là cứ làm thinh thôi? Vâng, mình không có làm thinh. Mình sẽ hỏi. Tại vì khi mà đi check up, ví dụ như là tới gặp bác sĩ, thì bác sĩ sẽ order cái lab test hàng năm á. Thường thì trong cái lab test này, bác sĩ sẽ order cái tốc độ lọc thận là GFR. Quý vị cũng nhớ lúc nãy tôi nói là bệnh thận ở giai đoạn đầu á, là chúng ta có thể không có triệu chứng gì hết, nhưng mà chúng ta có thể biết được á, là dựa vào cái độ lọc thận lúc đó, có nghĩa là cái chỉ số đó nó là giảm so với người ở cái tuổi đó. Thường thường khi mà chúng ta 70 tuổi thì cái độ lọc thận nó giảm bình thường xuống còn 70-80, nhưng mà 70 tuổi mà giảm xuống còn 40-50 là nó bất thường. Thành ra lúc đó chúng ta xem thử, mặc dù là chưa có triệu chứng gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ xem để mà xem thử là cái độ nó có giảm hay không. Và nếu liên tục giảm thì chúng ta phải lập tức chữa cao huyết áp liền. Thường thường á, có nhiều bệnh nhân khi mà tới gặp tôi, mặc dù độ lọc thận giảm chút xíu thôi, nhưng mà sau khi tôi chữa huyết áp họ đỡ hơn, thì sau đó cái tốc độ lọc thận họ bình thường lại. Cái đó cho thấy là chúng ta đã chữa ngay từ đầu. Như tôi nói, cái bệnh thận ở những giai đoạn đầu quý vị sẽ không có triệu chứng gì hết. Thành ra đợi quý vị sưng chân lên á, mệt mỏi lúc đó là tới cấp 4, cấp 5 quý vị nha, không được. Chúng mình phải nhớ cấp 3 là cái quan trọng nhất. Đó là giai đoạn quý vị giống như là định hình vậy đó, cấp 3. Thành ra cấp 3 là cấp cho chúng ta cố gắng xác định cái bệnh thận để chúng ta chữa. Chúng ta đợi nó lâu quá, tới khi có triệu chứng nó hư thận rồi, chúng ta sưng chân, chúng ta mệt mỏi, thì lúc đó nó hơi muộn rồi. Dạ. Dạ. Khi mà chúng ta cái chân sưng á, để tôi giải thích tí xíu là thận hư á, có thể dẫn đến sưng chân. Nhưng mà sưng chân có nhiều lý do ngoài thận hư. Quý vị hiểu không nè? Có nghĩa là cái tiền trong nhà quý vị á, là quý vị làm ra, nhưng mà nhiều khi không phải một chú mình quý vị, còn thì nhiều người khác làm vô nữa, có nhiều cái income gây tới đó. Cũng giống như thiếu nợ vậy, chưa chắc quý vị một mình gây nợ đâu, còn thêm người khác nữa, đúng không nè? Thành ra sưng chân á, chúng ta nghĩ tới bệnh tim, nhất là đứng lâu mà khiến chân sưng, thì thường bệnh thận nó sẽ khác hơn. Tại thận nó hư, nó sưng chân thường là lúc mà quý vị nằm xuống, quý vị đứng dậy. Nhưng mà cả hai trường hợp là khi mà xét nghiệm thận á, chúng ta đều kiểm tra về tim. Một trong những cái đôi bạn cùng tiến á, với đôi bạn cùng lùi á, là thận và tim.
đây là hai anh chàng mà thường đi chung với nhau. Khi mà tim yếu là thận yếu, khi mà tim mạnh là thận mạnh. Quý vị nhớ câu đó. Còn thêm một cái đôi bạn cùng lùi khác nữa là thận và gan. Thực sự còn thêm thận và phổi nữa. Nó tóm lại là gan, phổi và tim là ba cái người mà cực kỳ quan trọng với thận. Họ hư cái gì là thận đều bị ảnh hưởng hết. Thật là khi mà quý vị mà bị sưng chân, quý vị nghĩ tới bên thận, nhưng mà lập tức tôi cũng nghĩ tới bên tim. Và chúng ta xét nghiệm luôn tim, chúng ta thường là siêu âm tim để xem thử là chúng ta có bị suy tim hay không. Tại vì suy tim là một trong những lý do khiến cho chúng ta cái nước đã bị tích lại, máu không có về được. Và đó là một trong lý do chúng ta bị sưng chân. Dạ, vậy là bác thấy ông đúng rồi không? Có nghĩa là bác sĩ đang nghĩ tới cái đi siêu âm tim mà không sao hết đúng không? Dạ, thì nếu mà vậy thì chúng ta thường là do vị trí thôi. Tại vì chúng ta lớn tuổi rồi mà cái ven ở cái tĩnh mạch chúng ta nó bị yếu đi. Thường thường dưới cái bàn chân, chân chúng ta có cái veo giống như cái van một chiều vậy đó quý vị. Thường thường nó bơm máu một chiều thôi. Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi thì cái tĩnh mạch chúng ta giãn ra, cái van này nó bị xì ra, thành máu nó bơm đi, nó bị chạy ngược xuống, khiến cho chúng ta bị nước tích tụ ở dưới chân. Và trong trường hợp đó chúng ta cũng có thể bị sưng chân. Dạ. Dạ, bác đứng 10 tiếng hai bàn chân sưng, con nghĩ con đứng 10 tiếng cũng vậy luôn bác. Tại vì ai mà đứng khoảng chừng cỡ đó là mình cũng dễ bị sưng chân bác ha. Thì trong trường hợp đó tôi khuyên quý vị, nếu như chúng ta đứng, chúng ta cố gắng đi bộ một vài vòng. Khi mà chúng ta đi á, cái những cái cơ phía sau nó co bóp cũng đi phải không bác? Dạ. Hoặc bác ngồi xuống chút xíu cũng được. Tại vì chúng ta đứng lâu quá khiến cho máu nó dễ bị tích tụ như vậy. Bác sĩ câu hỏi là có một bác sĩ về chuyên gia dinh dưỡng thì có khuyên là mình hạn chế uống nước ép. Là bác sĩ cái người chuyên viên đó là giải thích là giống như mình nên ăn giống như một trái cam vậy, mình bóc ra mình ăn. Thì mình biết là trái cam, một trái cam vậy là đã đủ dinh dưỡng cho mình một ngày rồi. Nếu mà mình uống nước ép á, thì thật ra cái người đó nói đúng là uống nước ép, nhiều khi ép 5 trái cam thì được 1 ly. Thì bác sĩ đó nói mình uống vậy á, thì nó quá nhiều đi. Cái cơ thể mình nó sẽ dung nạp quá nhiều cái nước ép. Bác sĩ nghĩ vậy có đúng không? Tôi theo nghĩ là cái anh chàng đó có lý khi nói như vậy. Tại vì cái quan niệm của tôi về dinh dưỡng á, là phải đủ thôi. Quý vị nhớ là cái gì cũng đủ á. Thật sự trên đời này á, giữa cái dư là nó thành độc. Cái gì tôi nhớ là nó nhiều quá cũng không tốt. Quý vị nhớ không? Chỉ có một thứ tôi nhớ nhiều không tốt là, nhiều tốt là tình yêu thôi. Chứ mọi thứ khác á, là cái gì nó quá nhiều cũng không tốt. Tôi không biết có đúng không nha. Quý vị nào đây mà nói là bị ngộ độc tình yêu á, nói cho tôi biết. Nhưng mà tôi thấy cái gì nó quá nhiều cũng không tốt. Tại vì nhớ lên nha, thuốc á, đồ ăn á, mà uống quá nhiều thì cũng thành độc, đúng không? Bất kỳ cái gì, thậm chí cái đồ ngon nhất trên đời, tôi nói yến xào, fukoden hay bất kỳ cái gì, quý vị uống nhiều quá cũng hư. Thành ra cái quan niệm của tôi về dinh dưỡng là phải đủ. Mà đủ là như thế nào? Đủ là tùy cái cơ địa của mình. Mình ăn ngon vừa đủ thôi, đừng có ăn quá. Giống như cô chị nói vậy, 5 trái cam, tôi thấy nãy giờ đây một trái tôi đồng ý rồi. Với lại cái quan niệm tôi là quý vị muốn ăn vitamin đi, ăn luôn cái sơ của nó. Vắt nước ra là cái cách mà lấy nước thôi, nhưng mà tôi được khuyên ăn trái táo, lấy cái vỏ, ăn luôn cái vỏ. Bên Mỹ không có ai xịt thuốc trừ sâu đâu quý vị. Tôi nhớ là như vậy, ở đây đa số là organic hết, thành ra it's okay. Với lại chùa mình có trồng táo phải không? Mà chùa mình đâu có xịt thuốc trừ sâu đúng không? Thành ra quý vị cứ đến chùa lấy táo ăn. tại vì cái quan niệm của tôi là ăn á, là chúng ta ăn như vậy thì nó đủ và ăn nhiều thứ. Chứ ví dụ như giống như tập thể dục vậy nha. Có những người đợi cả tuần á mới chạy lên chạy gym, chạy mất nửa ngày luôn, chạy xong về bệnh luôn. Trong khi quý vị chỉ cần tập mỗi ngày một vài phút thôi, nhưng mà cái đó nó sẽ tốt hơn là một tuần, thậm chí là một tháng. Đó. Thành như tôi nói là không biết là tình yêu có đúng hay không, nhưng mà chắc là một vài quý vị chắc là bị yêu nhiều quá cũng không thích. Chứ thật sự những thứ khác á, là nó đều ngộ độc hết. Thành ra cái ngưỡng giữa giúp với hại là nó chỉ hơn nhau cái liều thôi. Nhiều khi mà chúng ta nhiều quá nó thành độc, trong khi chúng ta muốn giúp thì nó lại không đủ. Nhưng bác sĩ nói vậy thì em nhớ là bác sĩ nhắc đến nước mía đó, thì làm sao mình ăn được cái mía mình ăn được nhiều đâu, mình phải ép tới ga như vậy. Vâng. Có quá lượng không? Nước mía ở đây nếu mà muốn ăn được là tôi phải nhờ quảng cáo thêm mấy anh nha sĩ.
Tại vì á, tôi thật nha, hồi xưa tôi thích ăn nước mía, tôi thích ăn cây mía lắm. Tới bây giờ tôi vẫn còn thích. Nhưng mà đúng là hình như răng mình qua Mỹ mình không có nhai mía nhiều, răng mình yếu đi thì phải. Bữa hôm tôi có ăn thử cây mía của quý vị nào, bệnh nhân nào cho, trời ơi, về nhà cái răng mình bị ê luôn. Bên đây ăn không được không cô? Thì đó, tại vì tôi ở bên đây thì nó không có cái mía gọi là mía trà nho. Quý vị nào còn nhớ mía trà nho không? Thì mía trà nho là một trong những cái địa danh ở Việt Nam. Cái mía đó là mía mắc nâu. Tôi không nhớ quý vị nào ở đây bên Việt Nam mà nhớ cái mía đó. Thì quý vị biết mà phải không? Thì nó mềm lắm. Mặc dù là những cái đốt của nó không có dài giống như cái mía của mình bên này. Nhưng mà nó tóm lại chỉ có cái giá. Trường hợp của chị là đồng ý là tại vì mía không ăn được. Nhưng mà nếu quý vị nào nhai được thì tôi khuyến khích, tại vì răng quý vị còn tốt quá. Dạ thưa bác sĩ, ví dụ mình cái triệu chứng thận á, mình mệt mỏi trong người, rồi cái bọng mắt là nó sưng khi mình uống nước ban đêm nhiều, tức là nó đau hai bên cái hông đằng sau á, thì có khi em uống thuốc giảm đau nó cũng hết, nhưng mà ngày sau là em nói là em uống cái đó nhiều vô là em không đi tiểu được là như vậy á, thì cái triệu chứng đó có phải thận? Nó có thể ảnh hưởng tới thận chị, tại vì một trong những cái điểm quan trọng nhất của thận là nó ảnh hưởng là cân bằng cái chất nước trong người của mình. Thành ra khi mà chúng ta bị tích nước, bị đau và sưng nước. Nhưng mà chị biết không, thường thường sưng nước ở quanh quần mắt á, ít có khi nào ảnh hưởng tới thận. Nhưng như thường thường thận là ở dưới chân, chứ bên trong quần mắt thì không có đến nỗi nhiều. Xung quanh cái quần mắt chúng ta nó có nhiều cái bệnh lý khác nhau, và đau lưng thì cũng không hẳn là bệnh thận. Tôi không chắc là cái đó có liên quan tới thận lắm, tại vì nó có nhiều lý do khiến mà chúng ta bị như vậy chị ạ. Ok rồi, vậy chúng ta sẽ nói về mía tiếp ha. Không phải, tại bữa nay á, thật sự là tôi xúc động, tại vì lâu lắm tôi muốn được uống nước mía tươi như vậy. Tôi còn nhớ hồi xưa lúc mà tôi đi học làm cái việc mà cái xe nước mía ở cái bên trường á. Tôi còn nhớ có cái bác kia quay tay đó. Cái tôi thấy bác quay, cái tôi nói thôi để con quay cho. Cái quay xong được thưởng thêm một ly nữa. Thành ra tôi nhớ hoài cái hình ảnh đó, tại vì cái xe nước mía mà quay cái đó, sau này thì nó hiện đại hơn rồi. Sau này bật cái công tắc lên thì nó quay đút cái cây mía vô thôi. Nhưng mà lâu rồi mới được uống cái ly nước mía tươi mà nó thơm mà nó ngọt như vậy. Cảm ơn chị, rất rất là cảm ơn chùa. Ăn phở mà uống nước mía thì đúng là mà nói chuyện nữa thì tôi nghĩ là tuyệt vời. Quý vị có một câu hỏi là cho tôi hỏi nguyên nhân và nguồn gốc bệnh thận. Tôi nghĩ là quý vị chắc là miss hoặc là quên coi cái phần đầu của tôi. Quý vị xem lại cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay, quý vị sẽ hiểu tại sao chúng ta bệnh thận. Tại vì cái nguyên nhân và cái nguồn gốc của bệnh thận phần lớn là do những bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp, uống thuốc giảm đau, những bệnh khác như bệnh từ miễn, bệnh lupus hay là bệnh viêm nhiễm. Ở tóm là quý vị có thể xem lại cái phần đầu của buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Tôi giải thích rất là kỹ và trong đó tôi nói luôn cách chữa trị. Xin chào bác sĩ, cho em hỏi. Em có một đứa con đầu lòng bé mới 1 tháng. Bác sĩ chuẩn đoán bé bị bệnh thận. Cứ 6 tháng là em đem bé đi check một lần. Rồi sau 1 năm mới đi lại khoảng 6-7 năm rồi bệnh viện không gỡ giấy cho bé đi khám nữa. Vậy bác sĩ cho em hỏi biết bé lớn lên có hết bệnh thận hay không. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. Trường hợp của chị là khi mà sinh ra thì nếu bác sĩ nói là em bé bị bệnh thận thì tôi nghĩ là chị nên mang em lại bác sĩ chuyên khoa thận mà nhi khoa để có thể coi lại. Tôi không phải là bác sĩ chuyên khoa về nhi, thành ra cái câu hỏi này thật sự là tôi không có biết chính xác để cách nào để trả lời cho chị. Nhưng mà cái điểm mà tôi hay khuyên bệnh nhân là nếu trong trường hợp này khi mà chúng ta sinh ra chúng ta nghi ngờ là bị chẩn đoán bệnh thận, và sau một vài năm kiểm tra mà không có nữa thì chúng ta nên quay lại chúng ta hỏi một lần nữa là bác sĩ ơi, con của tôi có bị bệnh thận hay không. Nhưng cái câu hỏi này tôi nói tí xíu là quý vị nào đi khám bác sĩ, nhớ là hỏi bác sĩ của mình là mình bị cái gì hoặc là mình có còn bị bệnh đó hay không. Quý vị nào đi khám bệnh với tôi hay nói rất là rõ ràng là quý vị bị cái gì hoặc là quý vị không bị cái gì, tại vì cái đó quan trọng lắm. Giống như chúng ta dành thời gian, chúng ta bỏ tiền để khám bác sĩ thì cái điểm cơ bản nhất là chúng ta phải biết chúng ta bị cái gì. Có nhiều quý vị đi bác sĩ xong ngồi nói chuyện tùm lum hết trơn, cuối cùng hỏi ra bị gì không nhớ. Tôi đi gặp bác rất là nhiều bệnh nhân tới đây hỏi nói chuyện tùm lum hết trơn, nói kể đủ thứ chuyện, mới hỏi là bác này đi gặp ông bác sĩ A, gặp ông bác sĩ B, nhưng mà cuối cùng
bác ơi bác bị bệnh gì thì không nhớ, hoặc là không có nhớ bác sĩ nói cái gì. Thằng quý vị nhớ là hỏi bác sĩ của mình có bệnh hay không, hoặc nếu có là có cái gì, hoặc nếu không là nếu không bị cái gì quý vị nha. Xin chào bác sĩ, em bị đau bụng bên trái và sau lưng. Thì xin hỏi là em có bị bệnh thận hay không? Đau lưng mà ở bên trái thường là nó có nhiều lý do. Như tôi nói là bệnh thận ở giai đoạn đầu thường chúng ta không có triệu chứng. Thành ra thường thường khi quý vị nào mà nói tôi bị đau lưng á, mà ở những cái vị trí đó tôi nghĩ tới những cái bệnh lý khác hơn là bệnh thận. Bệnh thận ở giai đoạn đầu cách chuẩn đoán á, là chúng ta dùng xét nghiệm máu, chúng ta xét nghiệm nước tiểu hoặc là có những cái triệu chứng khác. Còn nếu mà chúng ta bị đau lưng mà thường nếu mà có liên quan thận là thường thường là sạn thận, hoặc là những bệnh mà nó ảnh hưởng tới các cách sống của chúng ta. Ví dụ như quý vị ít đi tiểu, quý vị phải ngồi lâu một chỗ, hoặc là quý vị ăn uống những cái chất mà nó có nhiều canxi. Nói tóm lại, khi mà đau lưng á, quý vị coi là nó có nhiều lý do khác chứ không có phải chỉ riêng bệnh thận. Trên cái trang YouTube của tôi á, tôi có làm một cái video về đau lưng mà trong đó có những cái dấu hiệu nguy hiểm quý vị cần phải đi gặp bác sĩ gấp. Ví dụ như đau lưng đau nhiều lắm chịu không nổi, hoặc là đau lưng mà cái chân ta chúng ta, nhất là chân, bị liệt hoặc bị yếu đi, hoặc đau lưng không có kiểm soát được đi tiểu. Đó là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm, hoặc đau lưng với sốt. Quý vị nhớ xem lại cái YouTube của tôi, cũng trên cái kênh YouTube của tôi ạ. Sạn thận. Rồi. Tôi nhớ có nhân vật, hình như là có một cái nhân vật trong chuyện Kim Dung bị sạn thận. Và tôi nhớ không ra, để lần sau tôi sẽ hầu chuyện quý vị nghe. Nhưng mà thật sự á, tôi nhớ lại trong rất là nhiều cái nhân vật kinh điển á, của Kim Dung, cũng giống như là lịch sử Việt Nam của mình á, là có nhiều người bị bệnh lắm. Mà lâu lâu tôi sẽ nhớ, tôi kiếm ra, giống như lần trước tôi nói quý vị nghe là trong chuyện mà Lòng Dạ Đàn Bà, quý vị chắc còn nhớ phải không, của tác phẩm Hồ, của tác giả Hồ Biểu Chánh. Hoặc là cái chuyện mà Bên Dòng Sông Trạm chẳng hạn. Thì nói chung là tất cả những cái chuyện này á, là khi mà không biết quý vị có biết những chuyện đó không? Quý vị có nghe những chuyện đó chưa? Hay là quên hết rồi phải không? Rồi, nếu mà gì tôi lấy mấy cái gần hơn như là Tân Dòng Sông Lê Việt còn nhớ không? Ok, hoặc là nói chung là những cái chuyện mà đa số những cái câu chuyện đó quý vị nhớ là cái lý do tại sao? Tại vì tôi muốn tìm những cái hình ảnh, những cái bệnh lý trong đó để nói cho quý vị nhớ, tại vì quý vị nhớ sẽ hiểu hơn, nên dễ hơn. Thì trở lại câu chuyện của chị sạn thận á, là đây nè, tôi nói cái sạn thận này nó đơn giản nhất là cách đây, quý vị có nghe nói chuyện tình astronaut của người nước Mỹ chưa? Cái câu chuyện này công bố nhiều trên mạng rồi, thành ra tôi nghĩ là mọi người sẽ biết hết. Là cách đây một vài năm, có một nữ phi hành gia phát hiện là hai người yêu nhau, mà hai người là vợ chồng, mà lên trên phóng lên phi thuyền. Thì khi mà hai người trên đường trở về trái đất thì mới phát hiện là cái cô ở dưới cũng là một trong người yêu. Thì đây là chuyện tình tay ba giống như là phim Hàn Quốc vậy. Nhưng mà cái cô này bằng mọi cách chạy từ cái nơi này tới cái bãi đáp của cái phi thuyền đó, và cái đoạn đường đó tới mấy tiếng đồng hồ, mà cô này phải chạy để kịp cái lúc mà máy bay vừa đáp xuống để hy vọng là bắt tại trận. Thành ra cô này chạy liên tục, cô này không có đi tiểu. Cái này sẽ dẫn tới một cái tình trạng là lúc đó cô này phải, theo như báo chí nói là lúc đó cô này phải mang cái tã mà của phi hành gia. Tại cái tã đó có thể mang trong vòng cả ngày luôn, có những quý vị không có lo cái việc tiểu hay không. Tại sao tôi nói cái điểm này? Thì dĩ nhiên cái câu chuyện đó sau này là có một cái hãng tã nổi tiếng là sản xuất dựa vào cái đó luôn. Nhưng mà cái câu chuyện quý vị nào Google sẽ biết cái đó. Nhưng mà tôi nói câu chuyện này để quý vị hiểu rằng khi mà chúng ta mắc tiểu á, mà chúng ta nhìn tiểu á, là khiến chúng ta rất là dễ bị sạn thận. Cái lý do đơn giản là khi mà chúng ta nhìn tiểu á, là thận chúng ta sẽ tìm cách hút lại hoặc là tái tạo lại nước từ cái nước đó. Thì là giống như quý vị nấu cà phê gì đó, quý vị nấu một nước không được, quý vị thấy chưa đã phải không, đổ một lần nữa rất là nhiều cà phê vô, nó đặc như vậy. Thành ra về lâu dài á, nó sẽ tích tụ, và sạn thận á, khi mà nó xảy ra, nó bắt đầu hình thành từ những cái hạt rất là nhỏ nhỏ. Khi mà nó nhỏ nhỏ rồi, nó đủ lớn khoảng chừng 1-2mm, thậm chí là 5mm, là khoảng chừng 2 cây nhang quý vị, cái đầu cây nhang quý vị. 2 cây nhang này quý vị tưởng tượng nó rớt ra ngoài, nó đi xuống theo cái đường tiết niệu, nó đau kinh khủng. Nó đau, rất là đau, đau kiểu như là quý vị nào đã từng bị rồi, nó đau còn hơn là, hình như bệnh nhân nó đau còn hơn là đau đẻ nữa. Quý vị là đau cỡ đó, dĩ nhiên là tôi không biết. Nhưng mà bệnh nhân nói cho tôi biết là tôi biết nó đau như vậy.
thì cái sản thận đó, thành ra cái đầu tiên nhất để chữa bệnh sản thận là gì? Là uống nhiều nước, đúng không? Cái câu chuyện đó là thật sự là nó cái quan trọng nhất là như vậy. Còn cái thứ hai là khi nào chúng ta mổ sản thận, phần lớn á, sản thận mà dưới nửa cm là nó tự động đi ra ngoài hết. Có một thời á, có một dạo á, là bác sĩ nói bệnh nhân là đi tiểu có cái vợt, không biết quý vị giờ còn không, có cái dạo là để mà đón cái thận đó. Tôi không nhớ là có ai làm có đúng hay không, nhưng mà thật sự có một số trường hợp là có một số người làm và đúng là họ đón được cái sợi thận đi ra ngoài rồi họ mang tới cho bác sĩ, tại bác sĩ phân tích trong cái thận, trong cái sạn đó có chất gì đó. Thì sau này á, là chúng ta có kỹ thuật, chúng ta có CT, chúng ta có siêu âm, chúng ta biết được hết những cái đó. Thành ra quý vị nào mà bị đau lưng mà đau cấp tính á, vô phòng cấp cứu á, là bác sĩ cấp cứu sẽ đè quý vị xuống chụp CT liền, tại bằng cách đó quý vị sẽ, bác sĩ sẽ tìm xem quý vị có bị sạn thận hay không. Và tùy vào cái vị trí của cái thận đó, nếu mà nó gần rớt xuống rồi thì chúng ta để cho nó rớt luôn, còn nếu mà nó vẫn đông đưa, nó chưa có chín, nó chưa rớt, thì có thể là chúng ta phải can thiệp bằng là dùng sóng siêu âm, nó gọi là lithotripsy, thì sóng này sẽ làm nó vỡ ra và cuối cùng nó đi ra ngoài. Thì nó đẩy là như vậy. Dĩ nhiên sạn thận nếu mà nó bự hơn, theo thời gian nó có thể đóng vôi và nó làm nguy hiểm hơn, và cuối cùng làm thận chúng ta ứ nước hoặc là chúng ta bị nghẹn lại, và đó là những dấu hiệu rất là nguy hiểm, và lúc đó chúng ta cần phải phẫu thuật và chúng nó dẫn tới nhiễm trùng và nhiều thứ khác nữa. Yes. Dạ bác sĩ, thưa bác sĩ, em có người em trai với lại mấy người bạn xung quanh họ nói họ bị như vậy mà họ sợ đi bệnh viện bắn cái sóng gì á. Thì họ uống bằng dầu ăn và chanh, hai cái họ trộn lại thì sau một đêm uống vậy khó uống lắm, nhưng mà nó ra rất là nhiều cái hộp đó. Cái phương pháp đó có ok không, hay là phương pháp đó thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà tôi thấy thận cái viên sạn nó ra được nó ok là tôi ok rồi. Yes. Thật sự mà nói á, là có nhiều phương pháp trong dân gian á, mà tôi nghĩ là có một số phương pháp nó có lý chứ không có lý. Tôi nói ví dụ như đông y với tây y, thậm chí là thuốc nam đi, nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn á, đều có những cái điểm chung hết á. Thậm chí những cái phương pháp trong dân gian, dĩ nhiên là có nhiều trường hợp là tôi nói thật là nó hơi quá, ví dụ như nằm giường than thì tôi không đồng ý rồi, có nghĩa mới đẻ là bắt nằm nóng muốn chết rồi để mày, nói chung là cái đó thì tôi không đồng ý. Nhưng mà có những cái ví dụ như là có những cái nó có kinh nghiệm thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà miễn là cái thận đó, cái sạn thận đi ra một cách an toàn, bệnh nhân của tôi ok thì ok, nói chung cũng qua cơn bị cực. Sạn thận và sạn trong mật là hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn bác nhá. Giống như là con gà với lại con vịt vậy đó. Cái túi mật chúng ta là một cái túi nằm ở gan, ở nằm ở góc bên phải bụng chúng ta. Thì cái mật trong gan chúng ta thường thường nó chỉ có nguy hiểm nếu mà nó gây cái triệu chứng đau thôi. Phần lớn 10 người giống như ở đây nè, sẽ có một vài người có cái sỏi mật, mà đa số là không sao hết. Đa số là nói chung là nó chỉ là nó chỉ để đó thôi chứ không sao hết. Thành ra cái trường hợp mà chúng ta lo là khi nào cái sỏi đó nó làm nghẽn cái túi mạch chúng ta, hoặc là làm cho túi mạch bị sưng, hoặc là những cái biến chứng khác. Chứ phần lớn là quý vị nếu mà không bị gì, chúng quý vị vẫn có thể sống yên bình, sống hòa bình với lại cái sỏi mật không sao hết. Cái nguyên nhân là nó có nhiều lý do, nhưng mà cái mất cân bằng giữa cái chất kết tinh của cái mật chúng ta, tại trong đó ví dụ như mật chúng ta có nhiều cái chất dầu hơn, hoặc là nhiều cái có một số chất nó dễ kết tinh hơn. Ví dụ như là tôi còn nhớ nó có một cái tam giác, mà trong đó nếu mà chúng ta nhiều hơn cái này chút xíu, nhiều hơn cái này xíu, ba cái chất nó trộn lại với nhau đóng thành cục, theo thời gian thì nó bị vôi hóa và cuối cùng nó thành cái sỏi mật. Nhưng mà sỏi mật và sỏi thận là hai cái sỏi khác nhau quý vị nha, vị trí cũng khác nhau, giống như gà với vịt vậy đó. Mặc dù là hai món đều có thể làm đồ ăn ngon hết, nhưng mà cái bệnh lý nó đều khác nhau. Quý vị hay thông dụng lắm, một số người hay lộn giữa hai cái sỏi đó, một cái là thận, một cái là mật. Rồi quý vị nhé, đúng giờ chúng ta rồi ha. Tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng là tháng sau sẽ tiếp tục gặp lại quý vị tiếp, và chúng ta sẽ có một cái chủ đề nói chuyện tiếp. Quý vị nào yêu cầu nói chuyện chủ đề, hoặc là sư cô sẽ liên lạc với tôi, và chúng ta sẽ có những cái buổi nói chuyện thú vị hơn để học chuyện cùng quý vị. Một lần nữa tôi cảm ơn Hiền Như Tỉnh Thức, cảm ơn sư cô, và cảm ơn quý vị nấu ăn phở, chả giò, nước mía và thêm xí muội rất là ngon.
Nói chung là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị nha. Chúc quý vị một cái bữa tối an lành.